OK. Chơi game gì đây anh? Hello trường nhá. Anh chơi game kinh doanh tạp hóa em ơi. Nhạc. Game đều có tiếng Việt nhở? Hầu như game trên Steam đều có tiếng Việt. OK. Âm thanh ở đâu nhở? Âm thanh nó nằm ở đâu ta? Cái gì đấy? Upcoming. Cái này đéo có chỉnh âm thanh các bạn ạ. Chết rồi. Không chỉnh âm thanh nó sẽ phải nghe quả nhạc này. Mẹ sao quả nhạc này đập nhiệt tình đấy nhở? Ôi dĩ buổi nghe thêm bài. Dĩ buổi thêm nghe bài này, nghe bài khác đi. OK, hello các bạn nhá. Uầy, lâu rồi mới lại được xin ở lại với cái màn hình game ngồi livestream này. Trời ơi. Nãy mình vừa đi live đau quá. Nãy mình vừa đi live. Nãy mình vừa đi live ngồi ăn cơm trên TikTok. Xong bây giờ mình sẽ chuyển qua live chơi game đây. Mình muốn chơi thử cái quả game Supermarket Simulator này lắm rồi. Nên là mình sẽ đợi lúc livestream mình mới chơi. Để cho gọi là có người xem cùng chơi cho nó vui. Chứ chơi game này chơi không hơi chán. Game này là mình sẽ kinh doanh siêu thị nha các bạn nhá. OK, mình sẽ bấm vào game luôn nhá. Ok đây, Welcome to Supermarket Simulator. Bạn sẽ bắt đầu với cả là một cái cửa hàng nhỏ và sẽ trở thành một cái siêu thị rất tuyệt vời. Đầu tiên bắt đầu bằng việc đó là mua sản phẩm để bán và để nó lên trên kệ. Đừng quên là chỉnh giá cho nó. OK. Đừng quên là chỉnh giá cho nó để tránh gọi là phá sản á. Tài sản của mình có 50 đô à? OK, tài sản mình có 50 đô. Nhạc này có vẻ không hợp lắm nhỉ? Này không hợp với nhạc EDM lắm. Đây nhạc này hợp hơn. Đấy. Nhạc sinh tồn mới hợp với cái game này được. Trò này giống Ấn Độ chơi nhỉ á? Ố? Thì đúng là game đấy mà. Game này nó bán trên Steam rồi, đang hot thế nên là mình tính chơi thử. Nhưng mà giờ mới vào để biết chơi kiểu gì này, từ từ. Đầu tiên là đặt hàng bằng cách sử dụng máy tính của bạn. Đây à? Máy tính đây à? Vào market. À đây hả? Mình đang đéo biết chơi kiểu gì. Donate ở đâu á? Thôi được rồi, link donate của mình dạy đang bị khóa rồi nên là chẳng cần donate đâu các bạn, xem là mình vui rồi. Nào mà mình livestream lại thường xuyên thì mình mới tính đến cái việc là để lại link donate lại. Chả sao nó khóa mình ấy, nó bắt phải xác minh chứng minh thư như sao ấy. Cái này là sao đấy? Cái này là sao? Cái này có giá là 35 đô. Đéo mình có 50 đô. Mấy người có 50 đô thì phải mua cái nào hèn hèn nữa chứ đúng không? Như bây giờ mình mua một cái này. Là 39 đô. Là mình sẽ mua về à? Rồi. Sao 39 đô thêm thuế, thêm tiền ship nữa à? Là lên 43 đô à? OK. Sau đấy là hãy nhặt những cái hàng nó vừa mới tới. À đây đây đây. Ủa là bây giờ để đây lên kệ à? Đây như nào? Đây như nào? Plate. À đây hả? Rồi. Sau đấy là chúng ta sẽ vứt cái này ra. Ủa sao cái này lại có dấu chấm than này? Rồi, hiểu rồi. Rồi. Ui mẹ mày sắp quả sữa su su ấy. Nhiều thế, bảo sao nó nhiều mẹ mua là mua cả đống á. Mình tưởng là mua được có một cái, mất hơn chục đô đắt điên. Ngon. Chơi Minecraft đi anh á. Được. Nào mình đang có dự tính thôi nhá. Mình đang có quả dự tính gọi là khởi động lại một chút gọi là Minecraft Pixelmon. Theo các bạn thì chúng ta nên chơi Minecraft Pixelmon hay là Minecraft thường? Các bạn comment đi nào mình triển khai lại cái server nha. Nhưng mà trước tiên là tôi phải đợi mấy cái kênh của tôi hết ban xong rồi tôi phải lo cho vấn đề mấy cái kênh của tôi đã. Rồi tôi mới chơi được các bạn ơi.
À phải vứt cái này vào thùng rác ạ. À. Mẹ. Tôi còn phải bảo vệ môi trường nữa cơ à. Ok. Chỉnh giá của sản phẩm. Chỉnh giá của sản phẩm à. Đây à. Ok, cái này là giá trung bình của nó là 0.79. Giá của nó bình thường là 0.79 đô, thế ta bán 7 đô. cướp không được. 2 đô đi. Quán mình bán đắt một tí. Cái điều quan trọng các bạn biết là ở đây điểm nhấn nó là gì không? Là nó là quán của Hùng Akira. Cái này cho gọi là cái gì? Market price là 4 đô 8. Ủa là sao? Profit. À ok. Từ. Là như nào? Tức là lời có gọi là 3 đô thôi á? Ủa là như nào? Không, từ. Cái này là giá nhập vào. Giá trung bình của chợ là 3 đô. Ui mẹ mày. Chợ bán 3 đô, bố phải bán 5 đô, bố phải cướp. Bố phải bán 5 đô. Chợ bán 4 đô à? Ta bán 6 đô. Mẹ bán đắt tí. Bán đắt tí các bạn ạ. Phải tận dụng lúc mình nổi tiếng về mở quán này, bọn nó đi vào mua mình này. Bán đắt một tí. Ra đây mua là được chụp hình với Hùng Akira đấy. Rồi open. Uầy. Có quả anh khách đầu tiên mẹ trông danh nhân thế. Kì cơ. Sugar quá đắt với tôi. Ơ tít mẹ. Nó chê đắt luôn mà. Có vẻ hơi đắt thật. Ô không, từ từ có người mua rồi. Ô từ. Ơ kìa. Lỡ chỉnh đến 0 đô. Đây. Tính tiền à? Đây như nào? À 11 đô. Uầy. Collect the right amount up trên by clicking the money. À ok, chúng ta phải trả lại tiền đúng không? Trả lại tiền đây đúng không? Rồi ok. Rồi bấm cách để gọi là bấm cách để duyệt thanh toán. À ok. Rồi có kinh nghiệm rồi. Cái này là 5 đô. 5 đô. Ui, đây còn quẹt cạc nữa à? Đây còn quẹt thẻ nữa cơ à? Martin của chị là à không, đây là 5 đô đúng không? 5 đô. Mình bấm 500 đô rồi, bà này có mất 500 đô không? Lại quẹt thẻ. Khó chịu thật. 4 đô. Ôi. Chúng ta phải làm cái 25 lần check out này nữa các bạn ạ. Ui. Chị này trông ngọt nước thế, chị này vào làm tí sữa đi chị. Ui, chị này mua sữa thật ạ. Nhìn phát đoán tình huống luôn. Hùng đã có kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm á. Ờ, anh bắt đầu có kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm đấy. Hello các bạn mới đến kênh nha. Ôi mình thích mấy bạn ấy. À mình thích mấy chị ấy này quá. Mình thích mấy chị. Ủa chị vừa đem bao nhiêu tiền chị? À trả lại 10 đô à? Ờ rồi. Mình đã bảo là mình thích mấy chị đưa tiền mặt quá à. Hello mấy bạn mới đến kênh của mình nha. Mình dự tính là like chơi khi nào phá đảo cái supermarket này thì thôi, nhưng mà không phải là phá đảo trong một hôm đâu các bạn. Phá đảo trong một hôm thì mình chết à. À ok, nãy là mình chưa quen nút lắm, giờ mình bắt đầu quen nút rồi. Hình như là đến tầm buổi đêm sẽ là giờ để cho mình nhập hàng hay sao ấy. Từ đã, thì nhạc nó bị hơi to. Trước mình có từng có quả kinh nghiệm chơi cái game nhỉ, internet cà phê rồi. Trước mình có chơi cái game làm quán cà phê rồi. Làm quán internet chứ lộn. Thế cái game này có quả quẹt thẻ này khó vãi. Có quả quẹt thẻ đấy, xong rồi còn trả tiền nữa, trông hơi phức tạp ấy. Cái game internet kia là nó cứ gọi là thu tiền là xong rồi à. Cái này nó bắt tính toán toán hơi mệt nha. Hình như cái 4 đô này có vẻ các người ta mua hơi nhiều, hơi rẻ thì phải. Bố mày cho lên 5 đô. Lời điên. Rồi. Lời điên. Let's go. Trả lại 4 đô à? 4 đô là phải 4 tờ như này à? Vãi phức tạp thế. Hay mình cứ ngồi đây mình kinh doanh thôi đã à? Summer có vậy anh á? Ủa? Này có phải là do mạng em không đấy chứ? Là anh đâu thấy mượt mờ đâu. Cái gì cơ? Trả lại 46 đô á? Ôi anh này đưa lắm tiền đấy. Sao anh đéo mua lắm đi? Đưa lắm tiền mà mua thì ít thế. Để mình xem. Có sản phẩm gì nữa không? Đây. Có cái quần què đắt tiền này. Có hai cái này đắt tiền này.
Mua luôn. Rồi, đến lúc mình sẽ nâng cấp quán lên sau. Bây giờ trước tiên là phải thêm nhiều sản phẩm đã. Không cần trả lại tiền đúng không? Ok anh ơi, em lấy hàng tí. Anh chị vào mua hàng mua thoải mái nhá. Mới đầu mình có mỗi hai kệ thôi à. Đến lúc mình phải nâng cấp mấy kệ lên thì phải. Rồi, để vứt hàng vào đã. Vừa mới thấy anh ăn giờ đã chơi rồi. Các bạn có thích xem mình gọi là ăn cơm hàng ngày không? Mình ăn cơm thì mình like cho các bạn xem mình ăn. Nói thế chứ mẹ like ăn cơm thì mất tập trung lắm. Ăn cơm thì ăn cơm thôi, chẳng qua tại hôm nay mình rảnh chó chứ. Cái này 7 đô đi. Ủa? Ủa? Không chỉnh được ở đây. Tưởng không chỉnh được. Cái này là 6 đô đi. Bán đắt đắt một tí. Mình chỉnh giá này là đúng chưa nhở? Cái market plate này là giá ở ngoài chợ đúng không? Thì mình là mình bán 6 đô. Ừ đấy, mình giá bán giá khá là ok. Người ta mua khá là nhiệt tình ấy chứ. Wow. Tôi tưởng cái này vĩnh cửu nhưng mà hình như là hàng nó hết được các bạn ạ. Mình thấy hàng đã bị trừ đi khá khá rồi. Ờ không, giờ tôi mới để ý là quẹt thẻ nó cũng không tệ như mình nghĩ. Quẹt thẻ nó đéo cần phải trả lại tiền ạ. Mấy người mà... Ô, như anh này vừa đi mua xong mà. Hình như anh này vừa ra ra, anh này vừa chê sữa đắt xong. Chê cái lúa mạch đắt xong, giờ đã thấy mua lại rồi. Cuối cùng anh cũng đã thấy bên quán em rẻ hơn rồi đúng không? Em vừa xem 5 lầy chơi game này á. Ủa cái dầu chị này vừa than đắt này. Chị này vừa than cái dầu đắt này. Trời ơi, mua có 4 đô chị trả 100 đô thì mẹ chị ăn cướp à? Chị ăn cướp tiền lẻ quán em à? Mà tính ra là mẹ tài sản của mình có mới 41 đô. Nếu hỏi sao mình kiếm ra 100 đô trả lại ạ. Game hơi phi lý nhá. Đúng không? Tổng tài sản có 41 đô. You can take your money back by right click on the bill in the card register. À ok, mình có thể bấm lấy tiền lại bằng cách là... Ơ? Hình như mình vừa trả thừa tiền cho ông ấy đúng không? Cái hướng dẫn của mình vừa nãy đấy như kiểu là ý đó là mình trả thừa tiền cho ông kia đúng không? Hôm nay giờ sao mình kinh doanh mình cảm giác như kiểu nó lỗ lỗ nhỉ? Có lỗ không ta? Không lỗ đúng không? Lãi mà. Nó ra cảm giác cái lãi nó không ăn thua lắm nhỉ? Cảm giác lãi nó cứ ít ít thế nào nhỉ? Ủa thế là cái game quần què này là chúng ta phải ngồi đây thanh toán tiền suốt à? Sau này phải có nhân viên nó làm hộ chứ đúng không? Trước mình nhớ là chơi cái game chơi game internet cà phê là nó có thuê hẳn nhân viên làm hộ cho mình, đéo cần làm gì cơ các bạn ạ. Nhân viên nó tính tiền xong rồi dọn nhà kiểu cho. Hồi mới đầu thì mình phải tự làm thôi. Ui, có anh đi Lamborghini này. Anh này chắc đéo vào đây mua cái gì đâu. Hình như quán tối hay sao ấy. Kì cơ. Turn on the light using the switch on the wall. Đây à? À, bật điện. See in. Các mẹ cứ ngồi thanh toán suất này à? Tăng giá anh ơi ạ. Ủa? Đâu, 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 đâu? Đâu, giá này ok mà. Lời 4 đô này. Mình nghĩ giá này ok, mẹ khách đắt như tôm tươi như này. Ấy, hình như là nếu mình bấm nhầm quẹt thì mình lấy tiền của chị này hay sao? Cái này 6 đô. Lời mà. Giá ngoài chợ bán có 4 đô rưỡi. Mình nghĩ là mình bán đắt hơn bên ngoài chợ 1 đô thôi. Mẹ bán đắt hơn ngoài chợ 1 đô là bán đắt hơn 20.000 đấy các bạn. Là rẻ rách lắm rồi đấy. Các bạn tưởng tượng các bạn mua chai dầu 30.000 thì giờ mình bán lên 50.000. Là quỷ lắm rồi. Tôi là cướp nhưng mà nó có lương tâm các bạn ạ. Ôi trông có vẻ quả sữa su su kia rẻ có khác nhờ. Bán chạy thế, anh nào vào mua. Anh nào vào mua thượng sữa su su ạ. Trả lại 1 đô à. Cái này là bánh mì à. Cái này là bánh mì gối. Cái này là dầu. Cái này là sô-cô-la. Cái này là cái đéo gì ấy. Trông đầu tiên tôi tưởng nó là gói Omo nhưng hình như đéo phải. Cái này là... Cái này đéo phải sữa các bạn ạ. Cái này là bột đường powder sugar. Rồi và chúng ta có thêm cái này là thức uống lúa mạch. Thức uống lúa mạch.
Thôi nó bảo mình là bấm bấm nút để gọi là kết thúc ngày, nhưng mà từ từ đã. Em kinh doanh nốt mẹ em bán đến đêm luôn. À không, hình như hết khách rồi. Thì người ta đi ngủ hết rồi mà. Bấm enter. Khách hài lòng là 17. Số khách mà thấy sản phẩm là đắt là 10, là 8. Tại sao 17 cộng 8 lại là 24 ạ? 17 cộng 8 là 25 mà. Store level cộng thêm 126 điểm. Ok. Tiền chi ra là 99, tiền vào là 172. Ôi. 172 đấy, tôi chưa bán hết hàng. Tính ra bán hết hàng là mình cũng lời ác mà, đâu lỗ đâu. Không lỗ lắm các bạn ơi. Management Product License. Ui giời, mẹ mày nhiều đô thế. Trong quả Product License này nhiều đô thế. Section 2 Cashier. À, thuê thằng gọi là check out này. Thuê thằng check out hộ mình được này, nhưng mà phải mình phải hoàn thành cái số lần check out của mình đã. Ờ ok ok, hiểu. Banh. Cái này là gì đấy? Cái này nợ à? Loan này là nợ à? Hàng ngày mình phải trả 37 đô tiền nợ à? Hay là vay? Vay à? Không, đéo nên vay. Không nên mạo hiểm. Hình như mình quên chưa mở quán. Ờ đúng rồi, bảo sao đấy là đéo khách. Từ đã. Hình như là mình hết cái hết cái sữa su su với cả là hết cái ấy rồi. Hết mấy cái này rồi. Bán chạy mà. Bán chạy là phải đặt. Thế trông cái đấy giống cái sữa vãi, nhưng hình như là đó phải sữa, đó là cái gì đéo, phải bột đường ấy, còn què đấy á. Cái game này trông có vẻ hơi ít chức năng hơn là cái ấy nhở. Cái game Internet Cafe Simulator các bạn ạ. Cái game Internet Cafe Simulator nó có lắm trò hơn, nó cho mình chơi gọi là nó cho mình chơi đỏ đen cơ. Thế nhưng bán rẻ thật. Khả năng là hôm nay em tăng giá đi. Hôm nay xin chúc mừng quý quan khách ạ. Hôm nay gọi là bọn em nhân dịp bọn em đại tăng giá. Mẹ vừa tăng 1 đô xong đã chê đắt rồi, không được rồi. Chúng em lại đại hạ giá thôi. Hôm nay chúng em lại đại hạ giá anh nhá. Anh lần sau anh có ghé quay lại, anh cứ ghé lại thoải mái. Bọn em lại hạ giá rồi anh ạ. Mua vô tư luôn anh nhá. Đéo vừa tăng thêm 1 đô cái đã chê đắt rồi. Khả năng giá này là ok rồi. Ê anh còn muốn mua thêm không? Anh còn mua thêm không thì em để hàng vào cho khổ. Mua đúng hàng hết. Đây em mới để thêm đây. Anh đợi em tí. Anh bình tĩnh. Sao hết mẹ kệ. Ui mua liên tục cái này. Mà mua toàn đéo. Mua toàn có 1 đô như này. Mua nhiều nhiều giúp em được không à. Một lần mua hết cả kệ được không. Đéo làm sao mua cứ lẻ tẻ là thế đéo nào. Cay thật. 12 cái bánh. À vậy ra cái này là có 12 cái. Rồi. Khoảng gần 1 đô một cái. À rồi mình hiểu rồi. Tức là tổng của chỗ đây là 24 đô. Thì mình phải bán sao cho nó lời nhiều nhất có thể tí. Bán rẻ này có vẻ không ok lắm. Mình để lỡ nhầm mẹ hai cái xuống dưới rồi. Mất chiếm mẹ vị trí rồi, cay thật. Không cách nào chỉnh được hả ta. Anh bình tĩnh nhầm nào. Vội thế. Ủa 12 cái bánh. Mà mỗi cái 1 đô. 24 đô. Mà mình bán ở đây là. Mình bán ở đây nếu mà bán hết ấy, thì nó sẽ là tận. Nó sẽ là tận 60 đô ạ. Lời 36 đô nếu mà bán hết cái kệ bánh à. Ừ, lại cũng to mà. Lại bé đéo đâu. Lại ok mà. Ui, thề luôn. Từ nãy giờ mẹ mình cứ làm liên tục luôn á. Tính tiền liên tục luôn á. Làm ơn các anh chị cho em. Các anh chị cho em một chút nghỉ tay đấy. À, Purchase Product License Using Computer. Ờ, mua một cái dây chuyền sản xuất à? Cái nó gọi là gì, dây chuyền sản xuất à? Nhưng mà làm đéo đã có tiền.
Làm đeo đã có tiền, chứ có tiền thuê. À chứ có tiền mua. Cái đấy như 200 đô thì phải. Ê, à thử quẹt thẻ của chị đây. À cái đệt. Đang tính bảo là quẹt thêm tiền mình có được tiền không, hóa ra đéo quẹt được ạ. Cái thật tính scam. Đây là nó bảo mình là phải mua cái này đúng không? Phải mua cái này này. Require store level 3 này, nhưng mà 200 đô đéo có tiền. Giờ phải ngồi bán hàng một chút đã. Hello người tên Duy Phan Anh Hùng nhá. Anh chơi game gì á? Anh đang chơi game giả lập làm nhân viên bán hàng ở tiệm tạp hóa nha em. Đầu tiên bây giờ nó mới là tiệm tạp hóa thôi, sau này sẽ thành một cái siêu thị. Sau này sẽ thành một cái supermarket. Yeah. Khả năng là mình nên nhập thêm một vài mấy cái loại hàng. Mình nên nhập thêm một chút cái sô-cô-la. Ơ? Gì sao lại no product pháo? À bây giờ nó đéo cho mua, nó bắt mình bán hết đống này để mua ấy à? Để mua luôn hẳn cái dây chuyền sản xuất luôn à? Mua hẳn cái license kia chứ không phải là... chứ không phải là mua đồ lẻ lẻ nữa à? À khả năng là cái đồ đấy nó sẽ bán ở vĩnh cửu đúng không? Mình nghĩ là khả năng là cái đấy nó sẽ là bán vĩnh cửu, kiểu mua 200 đô ấy, xong nó sẽ cho mình một cái dây chuyền sản phẩm kiểu bán vĩnh cửu hay là gì đấy, hoặc bán rất là lâu. Locket. Thì cái sau này mình mở rộng được quán hình ra hay sao ấy. Mày tính ở game này đéo có cái gì chơi nhỉ? Đó để mình thử Daily payment. Để mình thử vay tiền nhá. Ui. Cái này nó gọi là vay tiền đấy các bạn ạ. Tôi vừa vay được 700 đô này. Mẹ thế này kinh doanh cho nhanh còn gì nữa. Cầm tiền này vào, cầm tiền này vào đánh tài xỉu thôi. Mẹ nhân đôi số tiền, nhân đôi số tiền mình có một cách nhanh chóng. Bây giờ vay ngân hàng 1 tỷ vào đánh phát lên 2 tỷ xong rồi trả nợ ngân hàng luôn đúng không? À đó, à đấy nó vẫn cho mua mà. Mẹ cái thanh tìm kiếm nó bị lỗi ạ. À. Trời ơi. Ô tìm kiếm của anh có chữ. Ok ok anh thấy rồi. Thì mình mua thử này nhá. Purchase gọi là product. Ủa? Ơ? Bây giờ mình mua cái product ấy xong rồi sao nữa các bạn? Cái đấy nó là cái gì vậy? Nếu hiểu ạ. À. Cái product mà mình vừa mua đấy nó là cái gì vậy ta? Mua xong rồi chả thấy gì này. Nó cho mình mấy cái nó cho mình mấy cái này này. Xong rồi có thấy đồ ship đến đâu? Là sao ta? Thêm đồ bán anh ạ. À. Ok. Thêm đồ bán. Nó gọi là thêm đồ bán các bạn ơi, từ từ. Bây giờ chúng ta phải mua một cái kệ hoặc là một cái sale. Mình sẽ mua cái cái tủ B này to hơn đúng không? Làm một cái tủ B luôn. Từ đã, anh kia từng từ bình tĩnh. Anh bình tĩnh nhá, để em mua đồ đã. Em về em kinh doanh cho quán em. Cái gì cũng mua hết. Tea black là trà đen à? Ok, cái gì mua hai hết. Close after 9 PM. Mẹ lại còn quán đóng cửa à? Từ từ anh ơi, đợi em tí, đợi em tí. Đây, tính tiền tốc độ anh ơi. Tính tiền tốc độ luôn, kinh nghiệm rồi, tay chân em nhanh lắm. Đây anh chị ơi, đây anh chị ơi. 84 đô à? Đây anh chị ơi. Ui dồi ôi, mẹ mày tính tiền như này. Tầm này ra mở quán làm quán tạp hóa Hồng Akira luôn, ngoài đời thật luôn rồi các bạn. Đóng cửa nhá. Chị nào muốn nó làm chó nhá. Rồi chị đi ra ngoài luôn đi. Chị làm chó luôn đi. Ok. End ở đây luôn. Rồi nói chung là hôm nay lỗ. Hôm nay lỗ nhẹ. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái kệ à? Xịn xò. Rotate. À lăn, rotate là lăn chuột. Nó là cái tủ lạnh. Mẹ hình như là tao mua cái này hơi ngu rồi chúng mày ơi. Hình như mua cái này hơi ngu rồi.
Chúng ta cần thêm một cái kệ nữa. Cái tủ lạnh này hình như là nó để đồ kiểu để gọi là giữ nó giữ lạnh cho đồ nên là thành ra nó bị đắt ra ấy. Rồi, vẫn phải thêm một cái kệ nữa để đồ. Cái này cái gì đây? À rồi ok. Chúng ta bắt đầu hả? À có những đồ là phải để trên tủ lạnh à? Ôi lại còn thế nữa. À rồi rồi rồi. Thế là cái tủ lạnh vẫn có tác dụng chứ không phải là vô dụng như tôi nghĩ. Có những đồ phải để trên tủ lạnh các bạn ơi. Cái gì? Sao cái nào cũng phải để tủ lạnh này thì chết mẹ tao rồi. Lỡ đâu tủ lạnh đeo đủ chỗ sao? Đừng vào nước mẹ bắt để tủ lạnh nhá. Chắc chắn là để tủ lạnh mẹ rồi. Cũng đúng thôi. Nước mà không để tủ lạnh người ta đéo mua đâu. Ồ. Mấy cái này phải để tủ lạnh hết các bạn ạ. Anh ơi sao anh không chơi Roblox á? Roblox kênh anh đang bị ban hết rồi. Nào được mở ban để anh chơi nhé. Ok em nhé. Chết rồi, thế làm sao mà mình đủ hết chỗ để mà mình để mấy cái mình làm sao đủ hết chỗ mình để mấy cái hàng này được. Cái này là cái gì đây? Cái này cũng phải để ở tủ lạnh luôn à? Trời ơi, nó là trứng ạ. Tưởng nó là cái gì? Chết rồi gạn ơi, có những cái mình đéo để được rồi, mình lỡ mua cái kệ rồi. Với cả là quên đéo mở quán. Mở quán ôi. Chết rồi. Giờ hết chỗ để rồi các bạn ơi. Hết chỗ để rồi. Để tạm ra ngoài này tí nhá. Đừng anh chị ở lấy của em nhá. Thằng lấy làm chó nhá. Ồ tính ra là mình thừa mỗi một ấy thôi. Mình thừa mỗi một thùng sữa thôi. Không phải vấn đề lắm. Nào, chúng ta cùng xét giá để còn cùng kinh doanh nào. Game gì đây anh Hùng á? Game này là giả lập siêu thị nha. Supermarket Simulator. 5 đô. Bán đắt một tí, lãi cho nó nhiều. Và điều quan trọng là chúng ta không, hình như này hơi đắt. Thôi khả năng là chỉnh lại giá đi. Cái quan trọng là cái quan trọng đó là cái tình cảm của mình với khách hàng. Bây giờ bán này chết. Rồi. Cái này là tận 10 đô cơ. Uầy. Cái này ngoài chợ bán đắt thế. 11 đô. Đấy, em bán đắt hơn chợ một tí thôi. Nói chung là quán em là quán có tiếng. Mặc dù bây giờ chưa nổi tiếng lắm nhưng mà tương lai nó sẽ nổi tiếng. Cho nên là bọn em bán nó phải hơi đắt tí nhưng bù lại là sản phẩm chất lượng anh nhá. Ăn là đảm bảo đi ỉa luôn. Rồi. Rồi. Bắt đầu làm việc để trả nợ đấy. Mình đến đây có hơi rẻ không nhỉ? Nó 2 đô 6 mình để 3 đô hơi rẻ. Nhưng mà thế thôi. Ăn thế thôi, giá nhập vào có 1 đô. Bán 3 đô là cũng lãi 2 đô rồi. Mình làm giàu từ cây chuối. Mình không nên bú đẫm quá. Đây rồi. Với cả cứt đang học trên YouTube thấy video vào xem bỏ học luôn. Vãi lột. Thế thì chịu rồi. Hình như mấy cái sản phẩm ở ngoài này bán chạy hơn sao á. Mấy cái sản phẩm ở ngoài này bán chạy hơn hay gì á ta ơi. Cái hết rồi. Cái này hết này. Dầu gần hết này. Với cả cái cà phê đúng không? À đâu đéo phải. Cà phê là mặt hàng mới. Cái này chứ. Từ đã tính tiền á. Thêm tiền nhập hàng. Ê, quả game này mẹ ngồi tính tiền mệt điên. Quả game này khả năng là phải phải làm giàu nhanh mà còn thuê thuê nhân viên. Cái gì nữa? Đéo thuê nhân viên đéo được. Mình không thể cứ ngồi cả ngày tính tiền đây được. Cái gì nữa nhở? Dầu à? Dầu. Hai cái này. Dầu đâu? Que giờ dầu. Mấy cái này mua nhập hẳn hai cái đi. Đây. Đấy.
Đúng rồi. Cái này nhập hai cái luôn. Đéo đủ tiền nhập hàng. Anh chơi. Đúng rồi, hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi, anh cứu em rồi đấy. Em mà đang gọi là, em gọi là đang cần tiền nhập hàng. Quán em nghèo quá, không có vốn. Quán em vốn nó gọi là hơi bé tí. Vẫn đéo đủ, mình muốn nhập mỗi cái hai cái cơ. Anh mà mua đi anh. Mua lấy cái gì đấy khoảng 10 đô đi anh. Nhặt hai cái luôn anh, đúng. 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 Mẹ mày mua nhiều luôn. Hẳn 4 loại nước. Đây rồi. Em xin. Đây rồi. Ơ vẫn đéo đủ tiền ạ. Nốt anh này. Nốt anh này là tôi nhập được hàng rồi. Nghèo vãi thì đéo có tiền để mà nhập hàng luôn ạ. Mấy anh này đồ chọc ạ. Đây rồi. Ừ nhà mình còn thừa sữa luôn á. Mình còn thừa sữa luôn. Rồi. Sau quả này nhập hàng xong là quán mình sẽ búa đời. Tầm này chỉ việc bán thôi. Ơ thế bây giờ thừa một chai dầu làm sao ta. Giờ mình phải đợi chị nhặt một chai dầu đi chị. Làm một chai dầu chị ơi. Bên em đang gọi là big shop. Chị làm một chai dầu đi. Một chai dầu chị ơi. Mua cái bánh là mẹ gì à chị. Em bảo chị này, chị mua dầu về chị mẹ mày chan cơm ngon cực kỳ luôn. Em đảm bảo phát mẹ chị chan cái chị thấy ông bà ngoại đang hiện về luôn. Cái này là cái mẹ đấy nhỉ. Hình như cái này là cái này đúng không? Đúng ô này rồi đúng không? Anh đợi em tí. Anh đừng để em nóng. Anh cứ đợi đấy đi, em sắp thanh toán rồi. À, thôi đi. Lại đi vứt lung tung rồi. Cay thật. Cái này à ơ có tư ship để di chuyển à? Thịt mẹ, đéo ai nói cho mình biết. Đéo ai nói cho mình biết là có nút ship để chạy nhanh cả. Tôi cứ đi bộ thôi. Cay thật. Trời ơi. Mẹ, chị mua hẳn một bịch sữa. Chị mua có 3 đô hôi lông á. Lần sau chị đừng mua quả đem nữa nhá. Em đéo thích đâu. Em chỉ thích khách hàng có tiền thôi. Rồi bật điện lên cho nó sáng sủa cái. Không mẹ khách da đen đéo nhìn thấy khách. Ôi, đéo ai thèm mua dầu ăn luôn ạ. Lần sau bố phải đéo nhập dầu ăn nữa. Lần sau đó mình đéo nhập dầu ăn mấy nữa các bạn ạ. Khả năng là mình sẽ không nhập dầu ăn nữa. Mình sẽ nhập mấy cái bánh này thôi. Trông mấy cái này bán có vẻ chạy. Cái này bán có vẻ không chạy lắm này. Do là đắt 11 đô có vẻ bán không chạy lắm. Mấy cái này có vẻ chạy này. Mấy cái bao lúa mạch này có vẻ chạy này. Thấy bán hết liên tục. Anh chơi game Toilet Tower đi á. Được em. Mai like chơi Toilet Tower Defense nhá. Ok không? Hẹn gặp lại ngày mai nhá. Nay chơi game khác rồi. Với cả nay muộn rồi à. Bạn nào rảnh thì xem cho vui rồi. Mai mình like Toilet Tower Defense ở bên kênh Toilet Tower Defense nhá. Nhưng mà like Toilet Tower Defense người ta chơi cái gì? Người ta chơi Toilet Tower Defense à? Wow. Thật là khó hiểu. Đéo để được chung ạ. Đéo để được chung ạ. Wow. 24 đô. Xem cuốn cuốn sao ý á. Ừ. Anh thề với em luôn. Em mà vào đây em ngồi tính tiền như anh nó còn cuốn nữa. Chị ơi nhặt một chai dầu ăn đi. Đừng có nhặt bánh nữa. Tôi khổ lắm. Hay quá. Ui em yêu chị. À chị này trông vừa ngon vừa ngọt. Lại còn tốt bụng nữa. Ui. À không. Mẹ trông chị cũng đéo ngon lắm. Trông mặt chị gọi là cũng hơi khó nuốt một tí. Thôi nhưng mà đối với em chị vẫn xinh. Chị nhặt của em quả dầu ăn là em thấy xinh rồi. Thật sự đấy. Khả năng phải thêm mặt hàng thôi. Hầu hết mấy cái này đều là cái để tủ lạnh. Không được. Mấy cái tủ lạnh bây giờ bán không chạy lắm. Mấy cái tủ lạnh thấy bán không chạy. Mấy cái bên ngoài, mấy cái bên ngoài có vẻ rẻ, chạy hơn. Trước tiên là tôi bấm enter để feed it một ngày đã. Ok. Nói chung là nay nay chúng ta vẫn lỗ bạn ơi.
nay người ta vẫn lỗ tại vì là nay mình mua thêm mấy cái kệ kia các thứ hơi tốn tiền tí. Mẹ có nút ship và nút để chạy nhanh ạ, đều biết ạ. Mình sẽ nhập thêm sữa su su với cả cái đỏ đỏ kia về nhá. Sữa su su, cái đỏ đỏ với cả cái bánh cối. Tôi cứ gọi là sữa su su đi các bạn ạ. Tại vì trông nó giống quả sữa su su ở bên ngoài đời vãi. Các bạn có thấy cái họ lọ lọ này nó giống với lại là cái... Nó giống với cái hộp sữa su su ở bên ngoài đời không? Gì mà... Su su hero à? Ná ná đó chứ. Mình thấy nó cứ giống giống bịch sữa ở gì ấy. Nó đã phải sữa đâu, nó là bột hay là muối gì ấy, nhưng mà... Cái mẹ đi. Nó là cái gì đéo quan tâm, mình cứ thấy nhìn giống cái gì dễ tưởng tượng là được. Mình thấy giống bịch sữa lắm. Chắc chắn nó không phải bịch sữa rồi. Tại vì cái từ powder là nó sẽ là bột đó. Kiểu sugar powder ấy. Cái bột đường, kẹo đường à. Oh, 29 đô. Giấu rồi, 200 đô rồi, 200 đô rồi. Có tiền nó đi chơi cờ bạc thôi. Tài xỉu đâu, tài xỉu đâu. Cái game này đéo tài xỉu nhờ. Có tài xỉu tầm này mình ấy đấy. Tầm này mình vào mình làm tí rồi đấy. Từ trả nợ, trả nợ. Đeo trả nợ được. Ok. Nói chung là mình còn 23 ngày nữa. 5M remaining payment. Mình phải trả 862 đô. Ok. Nếu mà mình trả sớm thì nó sẽ là 705 đô thôi. À 705 đô thôi. À. Có trả sớm là còn được lãi à? Sao vay tiền mà trả sớm là còn được lãi là sao? Mình dấu hiểu. Cái này là nợ mà đúng không? Cái này nợ mà tại sao pay off early thì mình lại chỉ mất có 705 đô? Mình nhận về 750 đô mà. Trả nợ sớm thì không lãi thì không còn hiểu chứ sao trả nợ sớm lại còn mình còn được lời là thế nào nào? Rồi. Tay chân mình nhanh lắm. Bây giờ tay chân mình tính tiền nhanh lắm, mẹ tốc độ lắm. Purchase a new section using. Ok. Mua một cái gọi là section mới để gọi là mở rộng quán của bạn. Section là cái nằm ở chỗ bỏ mẹ nào. À đây, trả hóa đơn đây, trả hóa đơn đây. Trả hóa đơn thuê nhà. Ok, trả hết luôn. Thằng này thuê một ngày mất 100 đô. Không được. Chưa thuê được, với cả thuê nó chết. 800 đô để mở khóa store. Anh đợi em tí. Bao giờ mới hết cái kiếp làm tay chân đây? Bao giờ mới hết kiếp làm việc tay chân đây? Anh chơi game gì vậy? Anh chơi game Supermarket Simulator á? Nằm đâu vậy? Nằm ở chỗ nào vậy ta? À đây 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 đây. Mở rộng thêm quán. À rồi. 350 đô. Hiểu. Mẹ cuốn ấy. Game mẹ cứ ngồi kiểu kinh doanh xong kiếm tiền thôi mà nó cuốn phết đấy chứ. Các bạn mà vào ngồi chơi như mình xem. Chết rồi. Mình bấm nhầm 5 đô rồi. À. Bấm chuột phải để nó trả lại tiền vào trong cái. Chứ không mình trả thừa tiền là mình bị lỗ. Rồi. À đúng rồi, để tôi tiếp nữa. À tiếp sữa. Sữa đéo bán chạy lắm nhở. Trông có vẻ nước bán chạy hơn. Mẹ mình cứ tưởng người ta thích sữa giống mình nhưng không được, không phải rồi. Có vẻ khách hàng người ta không thích sữa lắm ạ. Có vẻ phần lớn khách hàng người ta thích ấy thôi. Phần lớn khách hàng người ta thích nước lọc. Đây, lấy thêm một tí nước lọc. Ok, em vừa thấy chị than cái gì đấy đắt rồi nha. Em vừa thấy chị than quán em đắt rồi nha. Em không thích đâu đấy. Chị cẩn thận em ấy. Rồi. Rồi. Hàng là lúc nào cũng phải đầy. Khách đến chỉ việc mua thôi. Mua kệ này hơi sớm hơi thừa. Giờ chưa để được đồ mấy mà có cái kệ hơi to hơi thừa. Anh chị nào mà trả tiền mặt xong rồi không thừa đồng nào này tốt quá. Đỡ phải trả lại. Ui anh này mua nhiều thế. Ngon. Mấy khách sộp.
Khách nào mà cũng mua được nhiều như này mà thì tốt quá. 1, 2, 3 cái mặt hàng, 4, 5, 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, 10 cái, 11 cái. Mình có 11 loại mặt hàng rồi. Mà ở đây nó có 12 cái. Tức là có một thứ mình không bán được. Tức là có một thứ mình đang chưa bán một cái nào luôn. Là cái gì ta? Có một thứ mình đang không bán. Vẫn đéo hiểu nó là cái gì. Mua được 12 loại mặt hàng rồi mà ta. Đây, 18 đô. Đây, anh chị mua từ từ thôi, cho em bật điện gái. Rồi. Ủa mình mua thiếu cái gì nhỉ? Cái dầu ăn là cũng thấy nhiều người mua phết đấy chứ. Không tệ lắm. Ok. Rồi tạm ổn rồi. Em mới học về được 9 á? Su em mới học về được 9 là sao? Là mới đi học về và nay được 9 điểm à? Mọi ngày xưa được 9 điểm là bố anh quánh trò đấy. Phải 10 điểm em ơi. Ngày xưa không biết bây giờ các bạn có được gọi là bố mẹ treo thưởng như mình không? Bố mẹ à, bố mình ngày xưa cứ treo thưởng cho mình là được điểm 10 là về đưa cho bố xem là được 10.000 các bạn. Bất kể là 10 điểm gì luôn. Cứ 10 điểm là 10.000. Sao cái quán nó rộng hơn à? Ui, nó rộng hơn rồi. Ngon. Đây anh chị ơi, từ từ. Anh chị từ từ nhá, để em chỉnh cái kệ lại cho quán em nó tuyệt vời lên đã. Đấy. Đấy. VIP luôn. Không cần kỹ. Không cần kỹ đến cái mức đến cái mức chuẩn chỉ đâu. Rồi. Cho quán nó gọi là trông nó bớt cái gì mẹ mày trả tận 89 đô đấy chị. Chị đưa tiền to thế. Trông cho quán nó rộng rãi một tí, quán này hẹp quá. Ok anh ơi. 31 đô, ok anh ơi. Anh về vui vẻ nhá. Rồi, kết thúc một ngày. Hôm nay lãi là cái chắc. Ơ, tôi vẫn lỗ à? À ừ, mình mất phí nâng cấp mẹ. Ngày nào cũng thấy lỗ này. Ngày nào tổng lại cũng thấy bị lỗ. Tại vì nâng cấp hơi nhiều. Quán nâng cấp hơi nhiều nên là ngày nào tổng xong thấy lỗ. Cái cà phê nó hết rồi kìa. Mở quán luôn. Em là nhiều tay chân lắm. Em vừa bán hàng vừa nhập hàng được. Nên các anh chị cứ đến mua đi. Cà phê đen, cà phê đen. Đây rồi. Cà phê đen nhập hẳn 2 cái luôn. Cái này nhập hẳn 2 cái luôn. Bánh mì à. Bánh mì nhập hẳn 2 cái luôn. Rồi, nhập một thể luôn. Ồ. Sao đồ về nó cứ phải rơi đổ nó mới chịu được à? Đéo hiểu. Ôi nhiều bánh mì quá. Chết mẹ ơi, nhỡ nhập nhiều bánh mì quá. À, không sao. Hình như vừa có khách hàng chê quán mình đắt. May cho mày là mày chê lúc ta đang đi đặt hàng. À, ta đang đi để hàng đấy. Không thấy mẹ mày với tao à? Tưởng cà phê này không ai mua mà cuối cùng cũng mua được hết cơ à? Cứ tưởng cà phê này đắt không đéo ai mua cơ. Một gói thật 11 đô mẹ rồi. À, nhiều người mua phết. Đây, để nốt vào đây. Ok. Ây da, sao mẹ cứ ngứa chim thế nhở? Ngứa chim nhưng mà đéo được gãi các bạn ạ. Mình đang gọi là bị liệt chim. Mới mổ chim. Bây giờ mà gãi là tóe con mẹ máu chim ra nên không được gãi. Cay vãi, cảm giác kiểu mẹ ngứa chim nhưng không được gãi. Từ để mình chỉnh lại cái quần cái. Ngồi cho đỡ khó chịu phát. Ây da. Không, thật sự là tôi bị liệt chim thật. Mình có nên tăng giá chưa nhở?
hình như là mình phải tăng, mình có đến một thời điểm đấy mình phải tăng giá đúng không, kiểu giá ở chợ tăng đúng không? Ừ, hình như là quán mình to ra là mình sẽ được quyền đặt giá đắt lên hay sao ấy. Mình thử nâng giá lên nhá, mình thử nâng giá lên nhá, cái này 5 đô hơi đắt rồi. Nhưng mà nâng giá cái gì bây giờ? Cảm giác cứ kiểu nâng giá lên khách có đéo mua nữa nhỉ. Mình nên nâng tiền lên không ta? Sợ gì mà sợ gì mà bị tóe mấy chim mà sao? Ảnh ngứa cờ á, ngứa chim thật. Nhưng mà đéo được gãi, cay thật. Mình mới mổ xong đéo gãi được, cay vãi. Bây giờ làm cách nào để có thể trị cảm giác bị ngứa chim nhưng mà không được gãi bây giờ? Có bạn nữ xinh tươi nào gãi hộ chim không? Có bạn nữ nào nhận gãi hộ không? À mà không, bạn gãi mình vẫn đau mà. Không được. Có vẻ là tôi bị liệt tay không gãi đâu, mà chỉ là tôi gãi nó sẽ bị đau á. Không gãi được. Thật sự là đau chim đấy. Hình như là cái, hình như cái tia black này mình chưa mua thì phải này. Đúng rồi, mình chưa mua tại vì nãy mình mua mình đéo để tủ lạnh được. Đúng 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 đúng. Nhưng mà cái đấy nó bắt để tủ lạnh đúng không? Cái đấy nó bắt để tủ lạnh. Hồi nào tủ lạnh có chỗ thì tính. Ôi mẹ mình, thế là bây giờ ta cứ kinh doanh như này suốt à? Hèn thuê thằng về tính tiền đấy nhở? Hèn quá. Ok, bây giờ mình sẽ thuê một thằng gọi là thanh toán tiền thay cho mình. Cắt luôn đi anh à, vãi hồi mẹ mày cắt chim luôn à? Nó chưa cho mình thuê. Muốn thuê được nó bắt mình phải hoàn thành 200 cái check out. Với cả là quán mình phải level 10. Mẹ à, quán mới level 5. Thế là vẫn phải tự lực cánh sinh ạ. Vẫn phải tự lực cánh sinh nha đúng không? Cái gì cơ? Thuê đéo tận 35 đô này đắt thế. Đéo được rồi. Quán hôm nay bọn em chính thức gọi là đại tăng giá nha anh chị ơi. Hôm nay quán em chính thức gọi là đại tăng giá. Bọn em mỗi mặt hàng tăng thêm 1 đô nhá. Đéo được rồi. Em thì phải đói tiền lắm rồi. Tầm này đéo quan trọng là anh chị nghĩ gì về quán bọn em. Mà quan trọng là bây giờ em kiếm được bao nhiêu tiền. Chết rồi, hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền mạng các kiểu nó đè nặng lên vai em mà em phải ấy thôi. Em phải tăng giá thôi. Tăng giá thôi, anh chị chê mẹ anh chị. Ok anh ơi, anh là những khách hàng cuối cùng được giảm giá bên em ấy. Bên em là chính thức là đại tăng giá nha. Rồi. Anh chị cứ mua đi. Em mới tăng giá là anh chị cứ mua đi. Rồi, bật điện trước luôn. Nhanh gọn. Rồi. Tăng tất cả mặt hàng thêm 1 đô đi, bán cho nó lãi nhiều nên là lãi ít quá. Đấy, vẫn mua mà. Ôi anh này giống Messi đấy. Anh này nana Messi ấy. Nhìn ở một góc độ đấy, giờ thì hết giống rồi. Hello anh Messi, em CR7 ấy. Một gói cà phê. 12 cành. Anh Hùng nhảy đẹp thế á, cái quần què thì anh Hùng nhảy đẹp thế ấy, ta. Hùng không biết nhảy. Vãi, mình phải thanh toán thêm 100 cái nữa mình mới được thuê người trả tiền hộ ạ. Mình mới thuê được người trả tiền hộ mình. Xong rồi 400 đô cửa hàng level 6 mình sẽ được nhập thêm đồ. Hình như mình nâng giá hơi cao lên là khách người ta mua ít hơn hay sao ấy. Ui, cứ vào cái là than đồ đắt luôn mà. Cũng không ok lắm rồi á. Vào cái than đồ đắt luôn mà. Mình nên chỉnh lại giá không ta? Mà cảm giác cái hẹo đi nhiều khách ấy nhở. Bán thịt người cho nhiều tiền vì thịt người ngon lắm. Bán thịt người cho nhiều tiền vì thịt người ngon lắm á. Ý em là
Thì em là bán đi, bán anh sao? Bán anh đi cho người ta ăn anh á? Không được. Mình biết là các bạn nữ muốn ăn mình lắm, nhưng mà nhà mình có người yêu rồi, mình không thể bán mình cho các bạn nữ được. Mình đã rất cố gắng bảo ông già Noel là hãy tặng mình cho các bạn nữ xinh đẹp, nhưng mà ông già Noel bảo rằng là không thể bỏ mình vào giỏ được, không nhét mình vào túi được. Chết rồi, hình như đây là khách chê đắt hơi nhiều nha. Khách chế đắt hơi nhiều. Không sao, các anh chị hãy làm quen với cái điều đấy đi. Ui dồi ôi, nhiều khách chế đắt quá, không được rồi. Nói là cái gì cơ? Ờ, giá thay đổi kìa. Trà bị giảm giá, còn cái nước được tăng giá đấy. Hiểu rồi. Hiểu rồi, khả năng mình phải chỉnh lại giá thôi các bạn ơi. Khả năng là thôi, vẫn phải chỉnh lại về cái giá cũ thôi. Như này ăn đậm quá, ăn đậm quá. Lâu lâu chợ nó thay đổi giá các bạn ạ. Chợ thay đổi giá thì mình phải chỉnh giá sao cho nó hợp lý. 50 đi. Cái này bị... Ủa, có cái team black bị giảm giá đúng không? Nhưng cái đấy mình đã bán. Trời ơi, game này nó bắt đi nhập hàng, nhập hết các thứ mệt phết đấy các bạn ạ. Mệt phết đấy chứ. Bây giờ mình cứ kiểu... Mình điều chỉnh mấy cái này hết lên 2 đi. Xong bây giờ cứ cái nào hết thì mình nhập một thể. Uầy. Anh này mua tận 36 đô ạ. Mày ơi, vẫn có thằng cha cái chế đắt kìa. Anh chị mẹ mua nhiều tí cho quán em rồi, mẹ nó chuẩn bị được nâng cấp lên một tầm cao mới được không? Đây. Nhập thêm 1 tỷ hàng nữa luôn. Bạn. Gì nữa, lại thanh toán nữa vậy? Cho em ra em nâng, em để đồ vào cái. Từ, quán em tiếp phí, tiếp tế. À. Bây giờ tôi biết là có nút ship để chạy nhanh. Nãy đâu biết có nút ship bảo sao đi chạy bê đồ khổ vãi. Mất thời gian vậy. Ơ kìa, chết bánh mì. Cái gì lại còn than đắt nữa. Bán đắt ra ngoài chợ có tí. Khoan em, bán đắt ra ngoài chợ có một tí. Ngoài chợ là nó đéo có thương hiệu. Ở chỗ em là nó có thương hiệu là mẹ. Tạp hóa Hùng Akira nó phải đắt chứ lại. Chị phải chấp nhận đi chứ lại. Rồi, tiền 1 đô. Ok, 14 đô. Ê ôi, mẹ mày thề làm việc mệt vãi. Đéo hiểu sao mẹ mày chơi game để giải trí. Sau những ngày làm việc căng thẳng, vào game nó bắt mình làm việc để kiếm tiền ạ. Các bạn nào mà đi làm bên ngoài ấy, các bạn sẽ chơi game này, các bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác là sau một ngày đi làm việc đầy stress, căng thẳng và mệt mỏi để kiếm tiền, các bạn về nhà các bạn chơi game, các bạn sẽ bị game nó bắt kiếm tiền tiếp trong game. Rồi đéo hiểu chơi game để tăng stress hay là giảm stress nữa. Thực sự mẹ cứ như kiểu là mình đang đi mẹ đi làm bán mình cho tư bản ấy. Giống vậy quá à. Mình thấy mình cũng phải ngồi bán hồ đồ y chang luôn mà. Mỗi tội là người mình đã phải chạy thôi. Ai à, nhưng mà ngứa chim quá. Thật sự luôn đấy. Sao lại thế nhở? Sao lại có thể bị ngứa được nhỉ? Rồi. Đời người nãy giờ em đi lấy đồ mệt quá. 5 đô. Để em cắt cho anh chịu ói. À, bố mình còn đi lấy cái kênh Hùng Akia Gaming của mình lên comment nữa chịu rồi. Hay là mình vay nợ đi nhở? À, mà đéo được, mình còn chưa trả nợ xong. Mình chỉ còn nợ 645 đô thôi. Pay off early. Hình như là cái phí hàng ngày nó bắt mình trả đây là chính là tiền nợ ấy. Nếu như bây giờ mình trả một cục luôn thì là mình sẽ hết dứt nợ luôn. Mình muốn vay thêm quá à.
Rồi. Sao trả một phát mẹ. Sao trả một phát lắm cái thuế thế. Sao mẹ mày ra xã hội kiếm tiền làm khổ thế. Cái gì vừa thanh toán một đống toàn 37 đô mà đéo trả được đồng nợ nào. Tiền ấy tiền gì vậy. Thế má đéo gì mẹ đắt thế. Trời ơi. Mẹ mày ra xã hội kiếm tiền khổ quá. Ok. Mua thêm đồ trong tủ lạnh phát. Mua thêm đồ cho tủ lạnh phát. Chúng ta sẽ mua thêm mấy cái này. Cà phê đen sắp hết à? Mua thêm luôn. Từ đã, thanh toán nốt để có tiền. Cần phải nhập hàng vào liên tục. Sao mẹ nó bắt mình thanh toán nhiều phí thế nhỉ? Mình cảm giác đấy là mình bán mẹ bục cả mặt ra mà mình chả thấy mình lãi đồng nào này. Này là bán tiền liên tục tục nhưng à bán đồ liên tục tục nhưng mà cứ một hồi tự dưng lại thấy mình tiêu hết tiền, trong khi tiền đấy là tiền mình dùng để nhập hàng. Chưa thấy mua được cái gì cả. Mới thấy mở được cái quán nó gọi là rộng ra được một tí. Mở được cái quán rộng ra được một tí ạ. Chả thể giải quyết được cái vấn đề đéo gì. Đấy, bây giờ còn đéo có cái tủ lạnh. Bật điện lên anh ơi. Bây giờ còn đéo có cái tủ lạnh để mà để thêm đồ. Giờ muốn mua cái tủ lạnh đéo có tiền. Bán hết đống này chắc là được. Đéo được rồi. Ok, 10 đô. Bố Hùng lấy ác của cả nhà vào comment á. Chính xác là lấy tất cả các kênh của anh vào comment thì đúng hơn. Lấy ác của cả nhà vào comment là thế nào. Cái này là cái gì đây? Cái này là trứng à? Trứng. Hay quá. Hay quá, vẫn bị thừa luôn mà. Chết rồi. Cái này là trứng mà. Navo. Nó gọi là gì nhở? Cà phê đen. Từ từ anh chị ơi, bình tĩnh anh chị ơi. Ở đây là mình mua nhiều nước thế, mình không mua dầu ăn à? Quên mua dầu ăn rồi. Mua lắm nước lọc quá. Đây ngồi, đây ngồi. Gọn lẹ anh ơi. Cái gì mà lại còn trả lại 96 đô nữa. Mua thì ít mà đưa tiền thì to với ông nội. Rất là ghét mấy cha mua mua đồ thì ít nhưng mà đưa tiền to nhá. Phải cẩn thận tao xiên đấy. Thôi mẹ mày đóng cửa sau 9 giờ tối à. Mai mai rồi nhập thêm dầu ăn sau. Vẫn còn khách mua bán nốt vậy. Ừ ok rồi, anh cút luôn đi. Cái gì đây? Sao lại có 25 khách hàng bảo là đồ đắt? Đéo ok lắm. Cà phê tăng giá. Cùng với lại là cà phê tăng được giá lên này. Cùng với lại là cái tea black. Cái tea black mình vẫn chưa bán. Cái tea black lại tăng giá lên à, nhưng mà chưa được bán. Rồi làm cho em 2 thùng dầu ăn ra đây. Lẹ bọn em bán dầu ăn. Là cái này để mình lấy cái này ra giờ. Mình phải cầm một cái thùng mình mới lấy được cái đồ này ra. Là cái nào để mình lấy cái đồ này ra ta. À. Phải có thùng giống y hệt thì mới lấy ra được. Phải có thùng giống y hệt mới lấy ra được. Từ đã. Anh chị ơi em chạy liên tục luôn á. Em chạy liên tục luôn á. Anh chị cho em nghỉ ngơi một tí được không? Đây 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 đây. Phiêu đồ liên tục, phiêu đồ liên tục. Phiêu đồ liên tục. Nhiều nước lọc quá. Mẹ mày lỡ nhập thêm nước lọc giờ đéo bán được hết. Bao giờ bán được hết nước lọc đây? Ui.
41 đô ấm thực sự. Sao mẹ, sao mình phải trả nhiều phí thế nhở? Sang cái bank với mà payment ngày nào nó bắt mình trả 30 đô. Trả từ ngày 6 đến ngày 10 à, còn 3 ngày nữa à? Vậy là 10 ngày đầu mình phải trả nợ à? À cái đấy là lãi à? Trời ơi, đó là lãi ngân hàng. Biết vậy nãy bố phải đéo vay độ đéo vay tiền. Mẹ áo vay tiền để làm gì? Vay tiền để làm ăn là một sai lầm. Vay tiền đánh tài xỉu mới là sáng suốt. Quả đấy mà vay tiền đánh tài xỉu làm một tay có khi là giờ đang mẹ mày ngồi mẹ thằng khác nó tính tiền nó luôn rồi cũng nên. Đánh phạt gấp đôi số tiền lên trả nợ cái xong rồi là có một thằng nó ngồi làm thuê nó tính tiền cho xong. Tất cả mọi thứ đều được giải quyết. Đấy là các bạn nha, rút kinh nghiệm nha. Mẹ mà cho 100 nghìn ấy, thay vì cầm 100 nghìn đấy để đi mua cái gì ăn ấy, thì nhá, hãy cầm cái 100 nghìn đấy để đi đánh cờ bạc. Biết đâu các bạn sẽ gấp đôi được cái ấy lên các bạn. Biết đâu các bạn sẽ gấp đôi được cái số tiền các bạn được cho lên đấy. Tại sao lại không nhỉ? Game nó có bắt trả nhiều mấy cái phí quá, mình đéo trả nữa. Đéo thêm trả nữa luôn mà, bố phải đéo trả làm nhau. Bố phải đi mua thêm cái tủ lạnh để bố phải để cái trà đen vào đấy. Bố đéo mua ấy. À bố đéo trả ấy. Bố đéo trả nợ làm gì nhau. Để lui lui ở đây cho nó đỡ vướng. Vai cái tủ lạnh một này trông nó phí điên. Mẹ nó có đúng một ngăn ạ. Nhưng mà tôi không mua cái đấy đúng là xứng đáng. Xứng đáng. À thôi giờ có thêm cái để tạm. Đây. Ấy, xài ơi. Có thêm chỗ để gọi là để thêm một tí nước lọc. Trứng quay lấy chưa? Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã mua hết cái đống sữa này hộ em để em có chỗ để trứng. Tuyệt vời anh ơi. Hay quá anh ơi. Hay lắm anh ơi, uống thật là nhiều Aquavina. Và vì Aquavina rất tốt cho sức khỏe anh nha. Cho em bán hơi đắt một tí thôi mà nước chất lượng. Cụ thể nó là nước đái của em đây anh ạ. Uống đi anh. Uống vào cho khỏe người nhá. Đâu rồi, bán trà đen, bán trà đen. Chả mua được cái trà đen nào để bán cả. Đây rồi, tea black. Blackpink. Rồi, quán em chính thức là từ hôm nay bọn em khai trương mặt hàng mới đó là Blackpink nhá. Anh chị có thể đến vào trong tủ lạnh để mua nhá. Ớt mẹ, cái này là bắt để trên giá à? Sao mày đéo nói sớm? Tao tưởng mày để tủ lạnh, tao mua thêm cái tủ lạnh xong cuối cùng mày bắt tao để trên giá. Đủ má mày. Cay như chó vậy. Má nó cho tao xiên là làm game mất. Tưởng bắt để ở tủ lạnh nên tao mua thêm cái tủ lạnh xong cuối cùng là hóa ra nó để trên kệ ạ. Biết vậy tao mua thêm mẹ kệ rồi. Má tao muốn giết thằng làm game quá. Nó bắt tao tính tiền hoài luôn á. Thế nhưng mình sắp được thuê người làm rồi. Mình chỉ cần bán cho 200 khách là mình được thuê người trả tiền rồi. Mấy giờ rồi anh á? 9 giờ 53 rồi em ơi. Ở trong game là 6 giờ chiều nhá. Hàng gì sắp hết để em biết em còn nhập thêm mà. Vãi cái này cứ phải để ý xem là cái gì sắp hết các bạn ạ. Để còn nhập thêm hàng. Khách mua đồ lung tung tung quá. Hình như bán nhiều đồ với nhiều khách hay sao ấy. Thành ra là mình cứ phải để ý xem đồ nào gần hết rồi. Phải rồi cứ chạy đi mẹ mày, cho đồ vào cho đồ ra liên tục. Cả ngày đồ tắt mặt tối ấy. Không mò được mặt ra ngoài luôn mà. Thêm hai này nữa đi. Cả ngày làm này mà không vẫn không thấy tiền đâu. Nãy giờ con số tài sản nó vẫn bị chững ở. Nó vẫn bị chững ở con số gọi là mấy trăm đô. Khả năng một phần lý do là tại vì mình không không tiết kiệm được. Mình cứ có đồng nào là mình đi nhập hàng hết đồng đấy.
ra mình mà tiết kiệm được một tí là bây giờ mình có một tí tài sản để mình chơi cờ bạc đấy. Game này tải ở đâu anh á? Cái này phải chơi trên máy tính em ơi. Em vào trong Steam là em tải được mà. Nước nó thăn đắt kìa. Cũng đúng, cái nước lọc có vẻ hơi bị tồn hàng. Khả năng là chúng ta phải phân tích dựa trên tình huống các bạn ạ. Ơ mà cái trà này mình chưa xét giá à? Ơ mình chưa xét giá à? Mẹ ơi, bà kia bái vừa mua được 3 cái suất trà tea black này của mình với giá có 7 đô. Cay thật. Bây giờ anh này mà lấy một hộp này đã 7 đô rồi. Quên đéo xét giá, cay vãi. Hàng mới, hàng mới. Đấy á, nước lọc bọn em đại hạ giá đấy. Chỉ 3 đô một chai thôi. Chỉ 60.000 một chai nước thôi. Anh chị uống đi, mẹ mày uống xong đéo dám đi đái luôn. Đề nghị anh chị là mua thật nhiều nước lọc của em nha. Quá em nó hơi tồn hàng nước lọc, em mới hạ giá đấy. Không thể mua được sữa. À rồi ok, hết sữa, hết sữa. Hết sữa. À đéo cho nhập hàng. Cuối cùng tôi đã bán hết sữa rồi sao? Tôi tưởng sữa đéo ai mua cơ. Ừ, hai ông này đều đang muốn mua sữa. Trời ơi, nhiều người chê đắt quá ạ. Quán mẹ về quán bán nhân cướp ấy. Khách toàn chê đắt thôi. Đây. Làm thêm hai thùng sữa. Bán cho nó gọi là chạy chạy. Chết rồi. Lấy cái này ra. Ơ. Ơ mình không lấy được sữa ra khỏi cái thùng đấy luôn ạ, cay thật. Mình không lấy được cái đấy ra để mà mình để sữa vào luôn. Cay vãi. Mình bị lẻ với một cái này ở đây. Giờ mà khách đéo mua đi cho mình là nó cứ nằm đấy thôi à. Cái chi đắt quá. 4 đô đắt đéo gì. Giá đẹp rồi. Giá này giá hữu nghị rồi. Rẻ nữa đéo ai trả lãi ngân hàng cho em. Rẻ nữa ai trả lãi ngân hàng cho em. Ngày nào em phải đối mặt với 1 tỷ thứ thuế. 1 tỷ hóa đơn. Em bán từ nãy giờ mẹ mày hơn 1 tiếng đồng hồ. Em chưa thấy em kiếm được cái mẹ gì cả. Em chưa thấy nhà em giàu lên tí nào. Thì bây giờ các anh chị cho hỏi là mình nên để tiền để chuẩn bị mình nên để tiền để chuẩn bị thuê thằng cha làm thuê hay là mình nên ấy nhỉ? Hay là mình nên mua cái thêm sản phẩm để bán nhỉ? Mua cái mở rộng thêm số lượng sản phẩm để bán nhỉ? Ở quán mình trông to lên rồi đấy. Trông cũng gọi là to to lên rồi đấy. Game này chơi điện thoại không anh á? Không. Mang thùng sữa vô nhà để đi anh không mất á? À ừ nhở. Má mày không nói tí nữa anh quên mất thùng sữa. Anh ơi anh lấy hộ em cái gói. Lấy hộ em cái gói gọi là gói cheese kia đi. Đúng rồi, cái này nên vứt ở trong nhà nhỉ. Lỡ đâu mất mẹ mất. Thùng sữa bán được bao nhiêu tiền đấy? Nó là đổi sang giá trị gọi là kinh tế là hơi nhiều đấy. Nhập vào thì mất ít thôi nhưng bọn em bán được phải không? Quán bọn em đông khách. Chắc là mình để 400 đô xong rồi mình mở rộng thêm cái số lượng sản phẩm có thể bán quá. Sau bắt đầu mình chuyển sang bán toàn đồ đắt thôi. Mình hạn chế nhập mấy cái rẻ rẻ thôi. Nhập thì vẫn có nhưng mà để ít thôi. Mình bán toàn mẹ đồ kiểu mẹ đồ đắt vãi lìn ấy. Bán những khách hàng tiềm năng thôi. Kiểu đi mẹ shop Thái Công. Hôm nay shop của Thái Công sẽ nhập thêm những cái hàng nó gọi là
Ủa con đi mẹ. À đây, cái này là mở rộng quán. Ở đây rồi. Hôm nay shop của Thái Công sẽ mở rộng thêm những cái loại mặt hàng nó chất lượng giá trị đấy cho quý vị. Quý vị hãy tận hưởng những cái cảm giác cuối cùng khi mà mua hàng giá rẻ tại shop Thái Công đi. Đây rồi. Shop Thái Công bắt đầu nhập được cái con mẹ gì đây. À đây nó có cái chỗ để mà để đây đúng không? Cái này để tủ lạnh đây, cái này để giá đây. À đây đây đây. Đây. Xong rồi tôi cứ mua mấy cái đắt thôi. Ôi chị này sộp thế. Chị này mua 48 đô kỷ lục của quán em rồi đấy. Quán em đéo ai mua 48 đô luôn. Đây. Mua cứ mấy cái đắt này mà mua cho tôi. Chuẩn. Đấy. Mua hàng đắt bắn cho lẹ. Lại cho nó nhặn. Lại cho nó ác. Lại cho nó ác. Xong vào chỉnh giá phát. Quên chỉnh giá bà cô này, bà ấy lại lấy chết. Anh ơi từ từ bình tĩnh nha, đừng mua vội nha. Chỗ shop em chưa bán mặt hàng kia đâu nhá. Anh mua em xin bỏ mẹ anh luôn đấy. Từ từ. Tám. Bán cứ phải đắt hơn bên ngoài một tí. À không thôi cái này bán 7 đi. Từ từ. Không. 8 đi. Tại sao lại là phải 7? Tại sao phải bán rẻ thế? Chị đợi, anh em đợi tí. Mình thịnh toàn nốt cho khách đã, nhiều khách quá. Nhiều việc quá. Bao giờ mới được thuê thằng tính tiền vậy? Nó bắt phải quán level 10 ạ. À. Kể cả bây giờ mình có đủ check out đủ 200 khách mình vẫn đéo thuê được. Nó bắt mình phải store lên level 10 ạ. À. Ok, ok. Ok. Hùng real hay fake thế anh em á? Hùng fake nha. Team Black quá đắt với tôi. Đắt kệ mẹ tao. Không mua thì nhót. Nhót. Cảm ơn chị. Bật đèn lên cho sáng này. Mua thêm cái này luôn. Không từ từ. Mình nghĩ là mua cái này. Trông cái này có vẻ. Trông cái này có vẻ gọi là. Nhìn có vẻ thân thiện với môi trường hơn. Cái này là muối à? Muối hay là nước tăng lực vậy? Mẹ, sao lại ghi chữ sát ở đấy là muối ở đấy? Ơ kìa, sao chưa gì anh đã lấy cái chai nước rồi, em đã để giá rồi, khôn thế. Anh muốn mua với giá gốc à? Không được. Bọn em chưa để giá mà anh. Mẹ mà anh coi chừng em đấy. Em đéo thích anh rồi nha. Đây. Anh này rõ ràng anh lấy một lon. Trong tình trạng là mình chưa chỉnh giá nên là tiền nó bị lẻ này. Mẹ cay thật. Sao cái này lời ít thế nhở? Cái này giá gần 1 đô bán. Trên chợ nó bán có 2. Nó có bán có hơn 2 đô. Mình cũng lại chả bán đắt được. Quả mặt hàng này không lời lắm nhỉ. Quả mặt hàng này không ok lắm. Lời hơi ít. Cái gì lại 8.10 nữa? Tại sao lại là 8.10 được? Quán em không thể nào để giá lẻ như vậy được. Anh vừa mua cái gì đấy giá rẻ ở quán em đúng không? Nó vừa mua cái gì ta? Nó mua cái gì mà lại lẻ 10 đô vậy? Hay là nó mua lúc... À đây đây đây, chưa kịp chỉnh giá, cay vãi đái. Biết ngay mà. Quán để toàn tiền chẵn. Mà lại có đơn vị tiền lẻ chứng tỏ là mấy anh cha này nó nhân dịp lúc mình chưa kịp chỉnh giá nó mua. Cay thật. 6 đô, ok. Ôi, bán hàng mệt quá các bạn ơi. Anh có thể lấy ít tiền của khách á, miễn là không lấy quá nhiều á. Ơ thật á? Trời ơi, sao không nói sớm? Sao không nói sớm? Tao ăn cướp luôn. Sao không nói sớm để tao ăn cướp? Mỗi ngày phải check lại giá để xem là mặt hàng nào nó được tăng giá để mình còn tăng theo à? Ôi, mấy cái spaghetti nếu được tăng giá này lên 9 luôn.
Mấy cái này giá vẫn ok. Sao không nói sớm để anh cướp luôn ngay từ đầu? Giờ em mới nói, giờ anh làm cướp hơi muộn. Ui, cái này được tăng giá các bạn ạ. Vậy ra giá hàng ngày tăng theo chợ. Kiểu mẹ giá nó mà tăng ấy thì là mình nhập từ hôm qua là hôm nay mình sẽ lời. Còn nếu như mà giá nó giảm thì coi như là mình sẽ lỗ. Mình nghĩ mình bán đốt gói này, mình đéo bán này nữa. Mình nghĩ là mình bán nốt cái Panzati nữa thôi là mình sẽ không bán này nữa. Mình sẽ nhập mấy cái mặt hàng mới hơn về thay máu cho quán. À, mình chuẩn bị mình nhập hàng mới dần nữa chứ mình cứ nhập hàng cũ làm gì đúng không? Bán nốt mấy cái hàng còn tồn này đi xong rồi mình nhập nguyên hàng mới về thôi. Bây giờ mình chỉ bán hàng xịn thôi. Bán hàng đắt thôi. Quán em là không phải cái gì cũng bán đâu. Em đéo thích. Ô nhà mình còn sữa này mẹ. Quên. Quên. Rồi. Ủa anh này mua nhiều thế. Ui. Vẫn là 44 đô à. Vẫn, chị, anh vẫn không vượt được chị kia nhá. Chị kia mua vẫn nhiều hơn anh. Anh vẫn hơi non. Thank you very much. Thảo nào ra đây lấy cái này đi này. Nào ra đây lấy cái. Lấy cái phô mai ở đằng kia đi cho nó. Cho nó rộng cái tủ để em còn để cái khác coi. Ui đấy 48 đô anh này cũng là kỷ lục giống chị kia này. Chưa ai mua 50 đô cả. Bán nhiều mặt hàng mới có đông khách anh á. Lại còn thế nữa. Anh đang tính bảo là bán ít hàng thôi cho dễ quản lý giá thì em lại chốt câu thế thì hơi khó rồi đấy. Anh à, trước tiên là cứ mua cái dầu rồi đã. Thế là vẫn phải bán nhiều mặt hàng cho đông khách à. Nhưng mà anh chưa thuê được thằng ấy em ạ. Chưa thuê được thằng tính tiền nên là thấy hơi khổ. Mình mà thuê được thằng tính tiền là mình sẽ thấy bớt khổ hơn. Tại vì thằng tính tiền nó sẽ auto check out cho mình đúng không? Thuê cái tính tiền là nó auto check out cho mình. Bây giờ mình đéo thuê nên là cứ mỗi lần có khách đến mua hàng là bây giờ mình phải tính tiền này nó rất là nhức đầu ấy. Nhưng mà có người tính tiền cho mình nó dễ ngay. Thế khả năng là lại phải nhập hai cái gói này về. À, cuối cùng vẫn là nhập cái này cái con quẹt này về ạ. Cái này rồi anh mua hết đi để em lấy cái này vào luôn. Cái này giá bao nhiêu nhỉ? Cái này có vẻ lãi hơi ít. Thôi lần này là lần cuối nhập cái đấy rồi. Sau đéo nhập nữa. Cái gì lãi nhiều thì mình ưu tiên. Ừ nhưng mà cảm giác mình bán nhiều mặt hàng đông khách thật. Khách đến liên tục cái chạy liên tục tục ấy. Không biết là quán với người khác có như này không. Uầy anh này mua 49 đô. Anh này lại phá kỷ lục này. Dầu ăn. Nãy thấy dầu ăn bán không chạy lắm mà dầu ăn bán chạy quá. Dầu ăn bán chạy quá thấy dầu hết liên tục. Trời ơi. Nhập thêm dầu ăn thôi. Nhập thêm dầu ăn thôi. Đấy. Tới liền đợi em tí. Ủa. Bắt đầu khách mua nhiều đấy. Bắt đầu khách mua liên tục mà lại còn mua nhiều rồi. Không kiểu mua 1-2 cái rồi. Ừ 45 đô đấy. Sao lại 45,8 đô? Lại có một cái thứ gì đấy mình quên chỉnh giá rồi. Discord mẹ. Cay thật quên chỉnh giá. À, mấy chai dầu của tao. Mày scam chai dầu của tao đúng không? Trả lại cho tao. Ôi giời ơi. Bảo sao anh mua nhiều dầu thế. Dầu lúc đấy chưa kịp chỉnh giá anh mua hết luôn mà. Anh mua hết với giá. Với cái giá gọi là mày. Ra ngoài chợ luôn mà. Mua bằng đúng giá gốc luôn. Đéo lãi luôn. Cay thật. Mình cứ toàn quên chỉnh giá ấy. Cái này. Rồi. Mẹ mày làm cả ngày đéo hết việc các bạn ạ. Phải hồi thề. Mẹ khả năng là nhà nghèo người ta phải cố gắng nghề thật. Kiểu nhà mình nghèo ấy. Làm gì cũng phải tự tay làm ấy. Làm mãi không hết việc.
cứ hết đặt hàng xong rồi đến nhập hàng xong rồi đến thanh toán xong rồi đến kiểm tra xem hàng nào hết để nhập. Ra là người nghèo người ta khổ này. Giàu là mình thuê nhân viên rồi, nghèo tự làm nên mới khổ chứ. Hình như là cái này bán là hơi ít. Nãy giờ mình để ý cái này đéo thằng chó nào mua cả. Mà cái này là cơm mà đúng không? Ừ. Cái này là gạo mà sao lại mua ít là thế nào? Khách bên Tây đéo thích ăn gạo à? Hình như nhà mình hết trứng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhà mình hết trứng á. Hết trứng. Hình như bên Tây này người ta đéo thích ăn gạo nhiều hay sao ấy. Mấy cái gạo chả thấy ai mua mấy. Game này làm cho bên người nước ngoài chắc là đúng rồi. Phải bên Việt Nam xem. Gạo bán liên tục tục. Yeah. Trứng để được rất nhiều, không tốn nhiều diện tích. Trời ơi. Anh không thèm lấy tiền của khách à? Có, anh đang lấy mà. À, ý là lấy tiền của khách á. Ok, ok, ok. Không được ôi. Không được em ơi. Hình như là phải tiền mặt mới được lấy. Đây rồi. Trả lại một à? Không lấy được em ơi. Không lấy được em ạ. À. À, lấy được này. Quét thẻ đéo được, đéo lấy được em ạ. Tiền mặt mới lấy được em ơi. Quét thẻ đéo, đéo đéo trộm được của khách. Hình như trộm khách nó cay hay sao ấy. Không thể tìm thấy cái sugar powder. À. Cái này hết hàng. Thôi anh chị mua nốt đi hộ em cái, sao em còn đóng quán. Em nhập thêm cái sugar powder về ông khách chê. Hùng Yêu đang like YouTube, YouTube nhỉ á? Khổ quá, tôi like cả TikTok cả YouTube được chưa? Đau chim quá. Không, mình đéo trêu đâu, đau thật các bạn ạ. Ngồi ấy cứ bị đau đau kiểu gì ấy. Nói chung là mới mổ mà nên là hơi đau các bạn ạ. Ngồi nó hơi khó chịu, các bạn nhìn mình ngồi cứ hơi kiểu ướt ướt người ra, mong các bạn thông cảm nhá. Đau thật. Đau nên là mình phải kiểu gọi là ngồi trườn trườn người ra để cho nó đỡ đau ấy. Cái này đau ạ. Mình mới mổ ở chỗ đó mà. Phải 7 ngày nữa mình mới được rút chỉ cơ. Đây mình hết cái floor đúng không? Ok. Mình hết cái floor. Ủa. À floor này là cái khác mẹ. Nhìn nó có màu đỏ mình tưởng nó chung một loại mặt hàng. Nó là cái khác. Sáng nay em đánh cầu lông bị đâm vào chim của em. Vãi cả lìn ạ. Thôi đừng kể nó nghe đau quá à. Anh mới mổ xong tự dưng giờ em bảo. Tự dưng giờ em bảo em bị con qué đập vào chim. Anh cảm thấy đau hộ luôn á. Anh chị ơi, có anh chị nào có lòng tốt lấy cho em một trong hai cái này được không? Lấy cho em một trong hai cái chỗ đang thừa kìa. Trời ơi, đừng có lấy đồ lung tung ấy nữa. Lấy cái bánh mì ở đây nè. Lấy cái bánh mì đi chị. Ui, cái floor này gọi là mua liên tùng tục. Ăn đi con mẹ mày. Quên chưa chỉnh ra. Từ từ. Đừng. No, lỗ. Đi con mẹ. Bảo sao mẹ khách lấy nhiệt tình thế. Quên chưa chỉnh ra. Ui giời ơi. Hỏi nhá, hên cho chị nhá. May là chị săn sale thành công đấy. Đấy là lần cuối cùng bên em bán với giá đấy chị nhá. Đéo có lần sau đâu nhá. Rồi anh này ăn được giá của em 2 đô thôi. Cút. Không trừ à, không trả lại tiền lẻ gì hết luôn. Không thể mua được cái Creal. Creal Madrid là cái gì đây? À đây 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 đây. Real Madrid. Đằng này còn nhiều cái sugar powder đúng không? Nhưng mà từ từ đã hết con mẹ. Nhà hết con bà chỗ để rồi.
Xin chúc mừng chị. Chị đã là một trong số những người không săn sale được ở cửa hàng em. Khi mà nãy bọn em giảm giá sập sàn, bán với cái giá gốc không lãi, thì chị lại không mua. Bây giờ em vừa chỉnh giá lên thì chị mua. Bố đéo trả. Okay. Rồi anh cho em xin một đô nhá. Ui tiếp một đô luôn. Anh ấy da đen và đẹp trai thực sự. Da đen và đẹp trai ác. Rồi vứt cái này vào trong nhà cái không mất. Rồi đề nghị là anh chị khách hàng mua giúp em gọi là sạch đồ ở kệ cái, xong hãy mua sang kệ khác nhá, đừng mua lung tung rồi nhá. Chị ơi lấy một cái trên này này. Nghe đồ đã ăn này với vớ to lắm chị. Đừng uống nước lọc chị ơi, uống nước lọc phiếu bé đi đấy. Làm tí bánh mì gối chị. Giáo mua luôn mà. Giáo mua để dọn kệ cho mình luôn mà. Một đô chị tip em đi, thật khổ quá chị này kiệt sỉ thế. 4 đô tip cho em. Ừ tip hẳn 2 đô. Thằng này cướp. Ôi thôi. Người ta chê mình, người ta bảo là thằng này cướp. Đéo được rồi. Không được rồi. Thôi lần sau không cướp đồ, không cướp tiền người khách nữa các bạn ạ. Ấy đấy á, cắn rứt lương tâm lắm. Người ta chỉ là trộm kìa. Trời ơi, tôi bán hàng nhiều quá, nãy giờ tôi lúi hết cả đầu rồi, mệt quá. Bán mình cho tư bản khổ quá. Cho em thuê thằng tính tiền nữa chưa à? Không sao. Những ngày đầu là những ngày chúng ta phải cố gắng. Mẹ lãi ngân hàng dí từng ngày, nợ nần chồng chất. Ui tôi trả được tiền rồi. Hay quá. Hay quá, tôi trả được tiền rồi các bạn ơi. Tôi hết nợ ngân hàng rồi. Như vậy là tôi đã có một cái cửa hàng riêng mình, không hề nợ. Khổ quá. Anh với anh này cứ than bảo là không có cái creo đấy, nhưng mà bây giờ cái kệ nó đang kín, bây giờ anh chị phải mua hết đi chứ. Mua lại toàn để lại một cái kia, mẹ bị bịp à. Mua dứt điểm giúp em cái. Hết mì ý luôn à. Hết mì ý luôn. Đây rồi. Không vứt được, không vứt được, không vứt được. À đây rồi. Vứt, 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 vứt. Đây rồi. Ngon, kệ trống rồi. Bắt đầu để đồ ra thôi, để đồ ra thôi. Mỹ ý về đây, Mỹ về hàng đây. Vãi nhà không có thùng rác à, cứ phải đi ra ngoài để ké cái thùng rác công cộng này. Nhà phải có cái thùng rác đấy chứ. Thanh toán tiền đã. 21. Ủa nhiều việc quá, nhiều việc quá, nhiều việc quá. Liên tục tục, liên tục tục. Liên tục. Liên tục. Ai đã cứu tao với. Nhiều việc quá, tao khổ quá. Mày chê mắc à, chê mắc thì đừng có mua con mẹ mày. Hình như là tôi được yên ổn rồi. Đây là các bạn có bị chóng mặt giống mình không? Mình đây là cứ chạy ra chạy vào tính tiền liên tục cho khách ấy, mình chóng hết cả mặt các bạn ạ. Hóa hết mẹ cả mắt đây. Mấy các bạn xem có chóng mặt không? Sao tôi chóng mặt thế nhỉ? Áp lực đồng tiền. Áp lực đồng tiền đè nặng lên vai tôi. Chưa cho mình thuê thằng... Chưa cho mình thuê thằng tính tiền hộ à? Chưa cho. Store phải level 10 các bạn ạ. Cố gắng thêm một tí nữa. Store level 8 rồi. Anh lấy gói đi. Ngay bên dưới. Không lấy luôn. Sao cảm giác này điện ở quán tối hơn bình thường nhỉ? Thằng nào mẹ mày chơi thằng nào chơi mẹ mày chơi cắt dây automat ở nhà mình hay sao ấy? Điện này tối thế. Upgrade được cái điện lên không vậy? Mua cho sạch kệ giúp em với. Cứ mua được thừa một cái là tí đâm bụi. Đu ma mí. Ôi em cảm ơn chị nhá. 55 đô. Đây rồi. Có một cái kệ trống đây rồi.
Để được thêm hàng rồi. Em tới đây, em tới đây, em tới đây. Liên tục. Tính tiền liên tục, mình đéo được nghỉ. Mình tính tiền liên tục cơ là mệt quá. Từ từ. Cho em một khoảng trống. Em cần nhìn comment của anh em. Đây rồi. Đây rồi, Mỹ. Yeah. Rác luôn. Rồi. Tính tiền. Rồi. Rồi. Bố đóng cửa. Ngày 10 có vẻ như là khách chê bắt đầu ít ít đi rồi. Bắt đầu ổn ổn rồi đấy, như nước đã tăng giá. À đâu? Ủa? Ủa? Mà sao nó bảo là account booster được tăng giá mà sao tôi thấy nó có tăng giá đéo đâu? À hình như nó tăng thêm được có 0.3 đô thì vậy. Mua thêm bóng đèn á? À lại còn mua được cả thêm bóng đèn à? Section này là mở rộng này. Mình phải để một chút tiền để thanh toán với cái hóa đơn các bạn ạ. Phải thanh toán với cái hóa đơn hàng ngày. À quên đã mở quán. Thêm trứng đi. Nhà trông có vẻ đang hết trứng rồi. Sao trứng bán chạy thế nhở? Cảm giác trứng bán chạy thế nhở? Rồi. Cả cái bộ floor kia đó chạy vãi. Cái floor này người ta mua liên tục á. Mình nhớ là mình vừa mới mua cái này về thôi. Mình vừa mới mua cái này, nhập hàng cái này về mà giờ đã gần hết hàng luôn rồi. Đấy, vừa mua về đã lại có người mua tiếp rồi. Quả hàng này chạy thật. Hình như mình hết mấy cái đồ rẻ rẻ rồi. Mình hết mấy cái đồ rẻ rẻ như là floor. Bố mình vừa mua floor xong mà. Rye Basti. Trời ơi, mày toàn than không có đồ. Cái gì lại còn pasta? Pasta là cái đéo nữa. Cứ than thôi. Ui sao nhiều khách thế? Ui. Liên tục vậy. Pasta. Pasta là cái gì nhỉ? Pasta spaghetti có mà. Cái rye này thì không có thật. Pasta. Blablabla. À đây floor đây, floor đây. Nhiều loại floor. Chúng ta có cả Florentino. Đây đây đây, Florentino đây. Kia là Florentino, còn đây là Florentino các bạn ạ. Khác nhau, khác nhau, khác nhau. Lại còn phân biệt ra mẹ mày hai loại floor nữa. Đây rồi. Anh muốn lấy ác phi phai cũ của anh không, em lấy cho. Vãi cả nồi, lấy bằng niềm tin này em bị ban rồi. Hay là ý em là mẹ gửi đơn xin gà rán, chắc gà sẽ lắng nghe đấy à. Lấy méo thì nó bị ban. Bị ban cả nửa năm rồi. How to em bán đồ mệt quá anh chị ơi, anh chị đừng mua nữa. À không, ý em là anh chị mua nhiều nhiều lên, nhưng mà anh chị cho em, anh chị cho em nhiều đánh giá 5 sao và để em gọi là, để em thuê thêm bằng nhân viên phát. Funny bảo mua đèn đi anh ơi. Mua đèn à? Bread. À ok, bánh mì, bánh mì, bánh mì. Mua đèn nó nằm ở đâu nhỉ? Mua đèn nó nằm ở đâu nhỉ? Tính tiền đã. Đèn à? Đèn nó nằm ở furniture à?
Spotlight đây đúng không? Còn có thêm cả quầy tính tiền nữa luôn cơ à? Ok đấy. Ô đây là bánh mì. Bánh mì về, bánh mì về. Tính tiền đã, không khách khó chịu. Anh cho em 5 đô luôn được không? Ok chị. Không có ai thanh toán bằng chuyển khoản nhờ. Không ai thanh toán bằng chuyển khoản nhỉ. Toàn quẹt thẻ thôi vậy. Đúng rồi, mình bây giờ mà mình muốn bán thêm đồ thì mình mua thêm kệ là được mà. Đây, lắp ở đây đúng không? Lắp đây nhá. Rồi. Mình thấy trông có vẻ đằng góc này vẻ hơi tối. Thêm hai cái đèn đi cho sáng. Nhà giàu thích gì lẫn con. Đấy. Đéo cần phải đẹp. Nào đẹp tính sau. Nào cần đẹp tính sau các bạn ạ. Nào giàu rồi mình mới nghĩ đến việc đẹp. Bây giờ quán đang... chỉ giá cho dấu phẩy cho đỡ phải lên tròn 1 đô á. Không em Tiến ơi, không sao cả. Anh cứ lên tròn 1 đô tính tiền cho nó nhanh em Tiến ơi. Mình tính tiền cho nó nhanh, đến lúc mình tính sau. Bây giờ quan trọng là mình thanh toán được cho khách nhanh đã. Mua thêm nước đi. Mua thêm này đi. Hình như cái cà phê đen ở quán mình hết rồi sao ấy. Đây rồi, tôi sắp thuê được người tính tiền rồi. Tôi sắp thuê được người tính tiền rồi. Tôi sắp trở nên giàu có. Chỉ cần thuê được thằng tính tiền là tôi sẽ lo những cái việc khác. Tôi cứ chỉ lo mẹ mày chỉnh mấy cái gọi là... chỉnh mấy cái giá sản phẩm các thứ thôi. Chỉnh cho nó phù hợp với giá thị trường thôi. Lúc đấy là... tiền nó cứ gọi là về liên tùng tục. Kẻ đắt quá. Chỉnh lại giá nào. Cái này giá bị giảm rồi à? Mình không để ý đến giá cả lắm. Nhưng mà hình như là giá của mấy cái này nó bị giảm. Thì mình mua cái đấy về nó sẽ hơi lỗ. Mình mua cái nào mà đang giá nó đang cao ấy, mình sẽ lời. Một tỷ chai nước lọc. Một tỷ chai Aquafina. Và rất nhiều chai khác như kiểu là Lavi. Mua đi. Mua đi. Mua đi. Cố lên, sắp thành thuê được thằng sắp thuê được thằng tính tiền rồi, thuê được thằng tính tiền là đéo phải khổ nữa rồi. À, game bao nhiêu tiền anh á? Game là 180.000 nha em. Mua 180.000 ở trên Steam nhá. Rồi. Không thể tìm được pasta. Sao nó cứ đòi cái pasta là cái gì ta? Cái pasta không phải là cái mì à? À. Mày à mày. Cái mì ý nó là cái nó là cái spaghetti pasta nhưng mà cái kia nó chỉ là pasta không thôi. Giờ mới nhìn thấy nó. Rồi. Pasta với cả dầu ô liu. Ok. Nốt những vật phẩm mà khách cần mua vào. Mai còn fill đồ cho khách. Dầu ăn nữa, dầu ăn nữa. Hai loại dầu luôn. Hai loại dầu này. Cái flour cũng ấy luôn. Flour này lấy luôn. Flour này lấy luôn. Ok. Bây giờ phải qua ngày đã. Đai nồi khách chê đắt nhiều thế. Mở quán luôn. Từ từ. Sugar powder bị giảm giá.
giảm giá này. Trứng cũng bị giảm giá. Ở đây bán 4 thôi. Bán giá rẻ thôi nhá. Giá hữu nghị nhá. Đồ về. Tranh thủ khách đang chưa đông, mẹ mày phiêu đồ vào lẹ. Cố lên. Được một nửa thanh của cấp 9 rồi. Mình sắp được thuê được thằng tính tiền rồi. Game này nó đéo cho mình thuê bằng tiền luôn. Nó bắt mình phải đủ cấp. Game Internet Cafe Simulator là nó cho mình thuê luôn. Chỉ cần có tiền đấy các ạ. Các chỉ cần có tiền thôi là đủ rồi. Game này bắt vào cả cấp nữa. Giờ tiền có mà đéo cho thuê này. Cay thật. Đây, hết dầu cái là em cho thêm vào luôn. Anh chị thêm tốc độ chưa? Má mày làm việc hiệu quả hăng say vãi lìn. Bán mình cho tư bản. Chạy liên tục. Thanh toán tiền với tốc độ bàn thờ. Bóp côn xé gió đạp chó mất phanh luôn. Ôi giời ơi. Nhìn tiền với tốc độ bàn thờ. Kinh chưa? Ui. Chuyên nghiệp quá mẹ mày. Anh ấy thì phải làm thuê bao nhiêu lâu rồi mà anh có thể có được cái kinh nghiệm mẹ mày. Có thể có được cái kinh doanh gọi là chăm sóc khách hàng và mua bán tốt như thế này. Dầu ăn giảm xuống 6 đô là đẹp. Rồi. Ok luôn, kệ này còn trống. Rồi. Qua xem lại giá xem có ổn không đã. 8 đô có vẻ là hơi đắt. 7 đô đi. Không. 8 đô bố phải bán đắt, kệ mẹ bố mày. Rồi, thanh toán. Xếp hàng lần lượt, em thanh toán tốc độ cho. 76. Tút. Tiền lẻ nhá, cho tiền lẻ cho sướng nhá. Ui. Muộn lắm ấy. Em cảm ơn chị nhá. Ui dồi ôi. Chúc chị ngày mới thật là vui vẻ. Cho em bóc vú chị gái. 1 đô cũng trả luôn. Em hôm nay em tôn trọng khách. Ơ hình như khách vừa trêu. À khách vừa kêu đéo có mì ý ạ. Khách kêu không có mì ý à. Có luôn, em bút lại. Gọi là em bút lại mì cho khách luôn. Đây em. Em đặt hàng mì ý rồi đấy khách ơi. Em đặt hàng mì ý rồi, mì ý về đây khách ơi. Trước tiên là cái này trước nhá. Này như kiểu là gia vị ý, sốt gia vị đéo gì ý. Mì ý. Rồi. Khách đợi em tí, em khổ quá. Đây rồi. Ai đấy mua em nốt cái floor bên dưới đi để em có chỗ để phát. Thả thời chưa có chỗ để nên mình sẽ đi thanh toán tiền trước. Ui mày tôi làm việc nhanh quá. Anh chơi 100 giờ Toilet Tower Defense đi anh. Vãi rồi. Để mai mình like Toilet Tower Defense cho nhá. Giờ này mình cũng đang trong trạng thái chữa bệnh nên là nghỉ hơi nhiều. Với cả là bị ban kênh nên là rảnh mình ngồi chơi game cũng được. Thực ra live stream thì nó cũng mệt thôi. Nhưng mà nó không phải di chuyển ấy. Không gì thay đổi để mai mình like cho. Hết cái gạo rồi. Hết cái gạo rồi. Đây rồi. Cái SP đấy nó biết nó là cái gì nhỉ? Mình mua đồ nó cũng cộng thêm cái SP đấy. Anh chả hiểu cái SP đấy là cái gì. Mình sẽ dịch cái SP kia là cái sản phẩm nhá. Cái điểm SP kia nó là gọi là sản phẩm mà. Rồi. Hay quá anh ơi. Anh là những khách hàng cuối cùng mà sẽ được em tính tiền cho đấy. Vì bây giờ bố mày đéo tính tiền nữa. Bố mày đi thuê. Đấy rồi. Úi giời ơi. Hay quá em dài ơi. Anh chờ sự xuất hiện của em lâu lắm rồi. Ôi giời ơi. Đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải mua thêm một cái trên tiền trả hóa đơn đã. Sống nó phải không có nợ nần. Sau đấy là bây giờ ta cần phải mở rộng thêm quán. Rồi. Mẹ mày mở đéo rồi quán to. Trả to thêm được mấy này. Thôi được, không sao cả. Trông hơi bịp tí nhưng mà không sao hết. Rồi. Tạm thời là em sẽ để như này đã. Cái này nó bị hơi lệch đúng không? Hơi lệch là em không thích nha. Và mình nghĩ là nhiều bạn không thích giống mình.
chuẩn và đẹp cho em nha. Đấy. Nó phải xịt xịt tường như này, nhìn nó mới đỡ ngứa mắt này. Vẫn hơi lệch một tí nha. Hơi lệch tí nhưng mà thôi kệ đi. Anh dài tính tiền có vẻ hơi chậm. Rồi ôi. Không được rồi. Nó tính tiền được nhưng mà nó tính tiền chậm quá. Nó tính tiền chậm quá. Nhưng mà thôi được rồi. Có là tốt rồi. Có là ok rồi. Có thằng nó làm mình cái việc này để mình ngồi đi lo việc khác là ok rồi. Tủ lạnh mình thiếu cái vỏ mẹ nhỉ. Tủ lạnh mình hết sữa. Yeah, hết sữa, hết sữa. Đây để anh bật điện cho sáng nhá. Chỗ đằng kia hơi tối không chị? À từ từ đã, quán em mới được big update nên là hơi hơi nghèo rồi. Đây là trà đen. Quán em mới big update nên là hơi nghèo, anh chị chờ em tí. Em phải bán lại hàng được đã, em mới mở rộng thêm quán được. À em mới gọi là nâng cấp thêm quán được. Ủa? Chết rồi, không có kệ rồi. Đây rồi. Speed run bán hàng thật. Mình bán hàng như speed run nên mình chạy nhanh vãi hồi. Mình làm nhanh quá. Nhưng mà phải thế các bạn ơi, làm lẹ tí còn được thuê thằng còn thuê thằng nhân viên, giờ nó ra nó tính tiền cho. Đấy, giờ có thằng nhân viên nó tính tiền cho, giờ mình chỉ việc Ui ơi, mẹ mày, chị nhìn em giật hết cả mình, mẹ vãi cả cứt ạ. Giờ mình chỉ việc ngồi xếp đồ lên kệ thôi. Anh tính tiền chậm quá. Anh giai nhân viên này mẹ tính tiền gọi là hơi lề mề. Để xem giá như nào đã. Giá hơi đắt đúng không? Đây, 6 đô đẹp luôn. À ở đây còn một cái hộp gạo này. Có một cái hộp gạo nè. Rồi. Nhiều khách hàng quá, mày có đi ra để tao tính tiền hộ cho được không? Trông mày phế thế à, em nhân viên của anh ơi. Không ổn rồi các bạn ạ. Có thằng nhân viên tính tiền rồi, nhưng mà cái vấn đề ở đây là thằng bỏ mẹ này tính tiền chậm quá. Khả năng bây giờ mình phải vay ngân hàng để mình làm giàu thôi. Đúng. Mình phải vay ngân hàng. Mình mở rộng thêm số lượng kệ. Mình mở rộng thêm một cái quầy tính tiền, nó mình vẫn lại phải ngồi tính tiền à? Đéo được. Nếu mà bây giờ mình mở rộng thêm quầy tính tiền thì mình sẽ phải ngồi tính tiền cùng với thằng cha này. Đồng ý là nó có nhanh hơn nhưng mà được, nhưng mà trước tiên tôi cứ vay đã. Ôi, mỗi ngày trả 120 đô thôi, vay được 3.000 đô. Bố phải vay luôn. À vay 2.000 đô chứ. Vay luôn. Vay luôn. Đây đây đây. Vay luôn. Rồi bây giờ đi 789 club. Đi đánh tay xỉu đi. Offer nature này không có thêm cái gì mới à? Không có cái kệ nào khác ngoài cái kệ này à các bạn? Trong game nó có mỗi kệ này thôi à? Đồ đồ ấy nhở, đồ kiểu ý mình là cái đồ đồ nội thất của nó hơi ít nhở. Nó có mỗi cái kệ với ở loại tủ này thôi à? Không có gì là sắc à? Phải nhiều mẫu mã cho người ta lựa chọn đấy lại. Để đây chắc khách vẫn mua được đồ chứ đúng không? Rồi, thằng em dai tập trung gọi là bán đồ đi nha. Để anh để anh nhập đồ cho nha. Bây giờ nha. Nhập một phát. Nhập một phát nó gọi là một đống đồ về luôn. Đấy. Mẹ mình, nó gọi là nhập 1 tỷ đô về. Bán một thể. Bán hết thì tính sau.
đa dạng mẫu mã các loại mặt hàng, thoải mái cho khách hàng lựa chọn. Nhập đồ tủ lạnh cái, mua cái tủ lạnh về mà chưa có để cái đồ, chưa có để đồ vào tủ lạnh nữa. Floor quá đắt á, đấu xem bao giá như nào mà lại đắt. Floor á, tại sao floor lại đắt? Ui ôi mẹ mày, giá tụt vai rồi, giá tụt như tụt quần ạ. Trời ơi, cái floor nó tụt giá còn có mấy cái này tụt giá hết à. Thôi đây, cái này chỉnh xuống 6 đô, bán cho chạy, ok chưa ạ? Thế mà làm em lỡ đi nhập thêm cái này rồi, giờ nó bị hạ giá rồi, đéo bán nữa luôn chứ. Cái gì cơ? Mẹ chị khách kêu, vừa kêu bảo là không, quán mình không có cái gì ấy, chưa kịp đọc. Em chạy đồ nhiều quá em không kịp đọc. Tí nữa trả nợ cho ngân hàng là được á. Ừ anh biết rồi, nên là em mới vay đây, lát nữa trả nợ cho ngân hàng là được. Thôi mình trả nợ theo kiểu trả hàng ngày thôi, mình không trả theo kiểu một cục. Mình vay ngân hàng lấy 2.500 đô để bây giờ mình mở rộng kinh doanh mua bán. Mình sẽ làm giàu với cái tốc độ bàn thờ hơn. Speed run bán hàng luôn. Mua tất cả đồ mà bán ở trên tủ lạnh vào đây cho tao. Bây giờ không phải hai nữa, bây giờ mua hết ba cho tao. Đây, 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 đây. Đéo cho mua ấy ạ. Đéo cho mua được nhiều hơn ạ, nó cho mình mua có 10 thôi. Bây giờ mình cứ mua về thừa tính sau. Bây giờ nhà mình nhiều thứ để rồi, cứ mua về thừa tính sau. Thoải mái. Ơ kìa, mẹ mắc cửa. Nhà em nhiều chỗ để luôn đấy chứ. Thoải mái chỗ để luôn chứ. Ơ khách nó cứ kêu thiếu cái gì nhỉ, mình chưa kịp nhìn. Trời ơi, không có cách nào để nó bấm, mẹ mày để một phát hết tất cả đồ à? Nó cứ phải để từng cái như này à? Nói đây không rep đâu nha, mà YouTube, lên YouTube mà nhắn á, có mình vẫn đọc cả TikTok lên cả YouTube mà. Thấy không? Bạn vừa comment câu đấy mình vẫn đọc được nè. Tại đấy giờ mình, tại giờ mình ngồi làm liên tục cái mình đâu đang nghỉ cay ơi. Chơi game để giải trí mà sợ chết quá. Chơi game để giải trí mà tao sợ chết vì đồng tiền quá. Tao khổ quá, tao làm liên tục mãi không hết việc. Mình muốn được nghỉ ngơi, mình muốn được cửa là ngồi hát ăn bắt vàng. Mình muốn là mình đéo cần làm gì nhưng mà tiền nó vẫn rơi vào túi. Mình đéo muốn làm nữa. Bố mình nghỉ việc. Bố mình nghỉ việc. Trời ơi, không phải cái này. Không phải cái này luôn. Mấy cái này vứt ra đây tạm đã. Quý khách thông cảm nhá, hơi vướng tí. Tại nhà em đang thiết kế lại. Sao lại còn phải chỉnh giá nữa ạ? Game lắm việc làm quá. Rồi lại còn bật điện nữa ạ. Thằng nhân viên mày bật hộ tao cái điện này coi. À mà thằng này ngồi tính tiền hết mẹ cả ngày ấy. Thằng này ngoài tính tiền ra chả thế làm được cái mô tê thì tại vì tính tiền chậm vãi. Mà mày làm không hết việc luôn. 180k game này á. Thôi nhưng mà mình nghĩ các bạn không nên mua game này. Các bạn biết sao không? Tại sao chúng ta lại phải bỏ 180k ra để được đi làm? Đi làm là còn đéo được tiền nữa chứ. Đúng là đi, đúng nghĩa đi làm luôn đấy. Chỉ là mình làm bằng tay thôi các bạn. Thế chơi game này vào các đúng cảm nghiệm, trải nghiệm cảm giác đi làm mẹ luôn. Tại sao tự dưng mình lại đi bỏ 180.000 để mua một cái game để mà mình sẽ phải đi làm nhỉ? Mẹ mình đang cuộc sống yên ổn, đang đéo phải kinh doanh, đang đéo phải làm nhân viên cái gì cả. Tự dưng bỏ 180.000 ra xong giờ mình phải đi kinh doanh. Tự dưng mình lại phải đi làm. Tại sao lại thế nhỉ? Mình cũng đã hiểu tại sao nữa. Mày quá, có thêm kệ cái để cảm giác nó
rộng rãi hẳn. Rồi từ từ mua thêm hai cái đèn đã, ba cái luôn. Lại còn đóng cửa sau 9 giờ nữa cả. Đóng cửa sau 9 giờ à? Thêm kệ. Xin người mua gì nhiều nước thế anh á? Phải mua dần nhé em Tiến ơi. Mình mở rộng quán hơi quá rồi nhở. Ôi mấy cái này toàn đồ tủ lạnh thôi. Từ từ. Mấy cái này toàn đồ tủ lạnh thôi. Không được rồi. Từ từ. Mấy cái này toàn đồ tủ lạnh thôi. Mình lỡ đi bấm mở rộng quán là mình hơi ngu rồi. Mình lỡ bấm mở rộng quán hơi sâu. Rồi. Rồi xong để mình mở mic Discord lên vậy chứ. Thằng em Tiến có phải nhắn tin trông khổ quá. Từ từ. Thôi cũng được. Gọi là mở rộng cái quán lên nhìn cho nó bớt hèn một tí. Chứ quán trước nó bé quá. Đâu để xem một ngày nó dã bao nhiêu tiền thuế nào. À không, không nhiều lắm. Chấp nhận được. Gọi là thanh toán được các bạn ơi. Có ai thanh toán được. Đây. Nhiều nước luôn. Quán em mẹ bây giờ chính thức là chỉ bán nước thôi nhá. Đây. Quán em là kể từ hôm nay là thành con mẹ quán nước luôn. Đéo phải là tiện tạp hóa nữa luôn. Quán em bắt đầu gọi là khai trương Coca nhá. Anh chị em mua đi. Mua đi. Mới khai trương Coca, nước táo. Cái gì nữa nào? Lại là Coca. Chết mẹ, tao nhập hơi nhiều nước. Chết rồi, tao cứ nghĩ là mua ít thôi, ai ngờ nhiều nước thế. Sau một lần mẹ nó kín luôn cả hai bên này, tôi tưởng nó được ít hơn. Chết con mẹ rồi. À đây, nước cam. Đi mua nhiều Coca kia quá. Không được, từ đã. Cái này nãy giờ cho nhiều vào rồi. Cái này thế. Đây. Loại nước mới. Bố của Coca. Nó gọi là Cola. Ok. Không được rồi, mẹ thừa nhiều nước quá. Úi giời, lại có soda nữa. Nước thì mua một thùng thôi à. À ha. Em Tiến kinh nghiệm. Không sao em Tiến ơi. Không sao em Tiến ạ. À. Nhà mình quán bán nước mà. Ok, nước thì một, đồ ăn thì hai à. Quên mẹ mất chưa chỉnh giá mấy chai nước. Quên chưa chỉnh giá mấy chai nước, lát nữa nó vào nó mua hết mẹ cả quán bây giờ. Mẹ anh này khôn thế. Mẹ mình vẽ hồi anh vào đi mẹ. Anh vào đi mẹ, anh bấm anh lấy đúng cái mà chưa chỉnh giá. Bây giờ chỉnh lại giá đi. Tối ưu lại giá một tí đi. Đến lúc để tối ưu lại giá một chút rồi. Tại vì bây giờ mình có thằng nhân viên tính tiền rồi. Nên là mình để giá là phẩy được rồi. Mình để giá đắt hơn ngoài chợ một tí thôi.
cho nó dễ có người mua. Cứ đắt hơn ngoài chợ khoảng 0.5 đi. Đúng rồi, đắt hơn ngoài chợ khoảng 0.5 mà đẹp. Đúng vậy. Bản tính tiền à, bé chưa có tiền em Tiến ơi. Bé còn phải lấy tiền để nhập hàng cái này. Ui dồi ôi. Ôi mẹ mày thề. Làm kiếm tiền khổ quá. Làm kiếm tiền khổ quá các bạn ơi. Mình đéo muốn làm việc nữa, mình muốn nghỉ. Bố mình nghỉ việc được không? Trời ơi, cho tao nghỉ việc. À mà quên mất, đây quán của mình mà nghỉ việc thì đéo ai làm. Market price là 11.75. Cứ hơn 0.5 mà bán thôi. Bán rẻ nhưng mà nó gọi là ăn chắc mặc bền. Ăn chắc mặc bền. Cái kereo kia vẫn còn nhiều lắm. Với cả cái bánh mì còn nhiều lắm. Cái kereo với cái bánh mì còn nhiều. Ok. Rồi. Bật đèn lên. Liên tùng tục. Khi nào mới hết like vậy á? Em muốn khi nào anh đóng quán nghỉ thì anh còn đóng quán anh nghỉ phát chứ anh mệt mỏi lắm rồi. Anh nói thật với em là anh cũng áp lực cuộc sống lắm rồi. Anh đều muốn đi bán đấy em ạ. Đầu tiên là mình ở ngoài thật ấy. Mình có dự tính là mình sẽ mở một quán ăn. Mình tính là nào mà mình xây nhà ở quê ấy mà vẫn còn gọi là nổi tiếng, có người xem YouTube ấy, thì mình sẽ làm một cái quán ăn đấy. Xong rồi là mình sẽ thuê người làm để kinh doanh quán ăn đấy. Mình chỉ việc lấy tiếng thôi. Xong rồi các bạn ở quê mình sẽ kiểu biết mình, thế là ra đấy ăn vặt ấy, kiểu quán ăn vặt, kiểu gọi là kem rồi gà rán này các thứ, kiểu mấy cái đồ ăn vặt ấy. Tôi vẽ kịch bản là như thế. Nhưng mà giờ tôi nghĩ lại rồi, làm quán mệt lắm. Tích tiền hoặc vay tiền mua thêm bàn tính tiền đi á. Vay nặng, vay nãy giờ vay nhiều lắm rồi, nó không cho vay nữa rồi. Giờ chỉ có tích tiền để lên thôi, không vay được nữa. Nợ chưa trả hết. Nợ nần chưa trả hết thế này. Nợ nần chưa trả hết đây. Cái nước cam này bao nhiêu tiền? 3 đô, ok. Cái nước soda này đéo có chỗ để à? Cay nhờ. Ok ở đấy. Ổn ổn rồi đấy. Để tôi trả nợ ngân hàng. À hôm nay tôi trả rồi. Ê, thế là hôm nay lời cũng được nhiều tiền mà. Hôm nay lời cũng được nhiều tiền mà. Ok mà. Cắt mấy cái lon nước này vào, không nó lấy hết. Dầu à? Yeah. Rồi, tay chân giờ nhanh nhạy điên. Tay chân mình giờ nhanh nhạy thực sự. Bán hàng quen rồi. Uầy, anh nhân viên này làm việc cũng tốt phết đấy. Vẫn tính được tiền mà. Rồi, pasta giảm giá với cả trứng giảm giá.
Pata với cả trứng bị giảm giá. Pata là cái này đúng không? Ok mà. Ủa? Nước lọc mình đang bán hơi rẻ. Nước này ok, này ok. Cái này gọi là hơi rẻ quá không? Ok, mấy cái này ok rồi. Mấy cái này mình rẻ quá nhờ. Bán phải lãi lãi lên một tí chứ này. Đây, cái này tăng giá này. Rồi, đây là quên nó mở cửa. Ok rồi. Mình nghĩ chắc là ổn rồi đấy. Em vừa chơi game này xong á. À thế à, ngày nào cũng phải trả lãi này. Rồi, thằng Tiến nó bảo là mua thêm bàn tính tiền đúng không? Mua thêm bàn tính tiền nhưng mà mình làm gì đã thuê được thêm người tính tiền. Bây giờ chẳng lẽ mua thêm bàn tính tiền xong rồi mình tính à? Ôi chết rồi. Vừa muốn nhầm sa thải rồi, vừa nhầm thuê mất mẹ thêm tiền, cay vãi. Ôi thanh toàn mới hóa đơn hết mẹ tiền luôn. Thanh toàn mới cả hóa đơn hết mẹ tiền luôn mà. Cái game này giờ nó không có nhiệm vụ gì làm mà hay là gì à? Cho mình chạy qua đây không? Ô tính ra cái game này nó chỉ cho mỗi kinh doanh quanh đây thôi à? Nó đéo như cái Internet Cafe Simulator nhờ. Cái đấy nó cho mình đi làm thêm một cái trò thú vị lắm. Cái này là nhà kho à? Trông cái phố mẹ bé tí. Tính ra cái phố thì chả có cái gì cả. Game này nó có mỗi cái này thôi. Nhưng mà nó chưa mở cửa chính thức ấy, nên thành ra là nếu có nhiều chức năng. Nó có mỗi từng này chức năng thôi à. Này nước cam không nhỉ? À nước táo. Mình mua mấy nước hơi nhiều. Anh cứ tính tiền cùng nó á. Không tính tiền được em ơi. Không được em ạ. Xây thêm bàn tính tiền thì ok. Chứ tính tiền cùng hiện tại thì không được. Mình thiếu cái mình thiếu cái này này. Xong rồi là không, mình thiếu mỗi cái đấy thôi. Thiếu cái nào nhìn thấy cứ lấy về trước ạ. Đây. Đó. Cái gì mà cứ xin cái tuổi luôn ấy. Mấy bạn trên TikTok hay thế. Trên YouTube còn đang yên bình. Trên bên TikTok cứ cái gì cho xin cái tuổi luôn. Xong rồi giơ ngón tay phắc nhau mẹ. Sao xiên nhau rồi sao ấy. Nào chém nhau cho anh đi xem với nhá. Chém nhau nổ địa chỉ. Anh kéo người qua xem. Không chém nhau được cùng. Nhưng mà xem thì mình làm được. Giờ check out a full. Phải thêm bàn tính tiền rồi. Bây giờ ngân hàng nó không cho mình vay nữa. Không cho mình vay nữa. Anh tính tiền này có vẻ hơi ngợp rồi. Phải thêm một cái bàn tính tiền cho mình thật. Cái bàn tính tiền chúng ta phải lui ra đây.
Đây. Đây. Em ơi, tính tiền lẹ giúp anh em ơi. Trò này hot lắm hay sao á? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà nãy giờ anh làm anh mệt quá. Anh cũng sắp sửa gọi là bỏ việc rồi. Em sắp sửa bỏ việc em ơi. Anh sắp sửa dí buổi làm nữa. Cái đứa cảm này sao bán chạy nhỉ? Rẻ quá. Đâu, rẻ quá đâu. Khả năng là người người nhà nhà thích uống nước cam hay sao? Mình phải thêm một cái tính tiền thôi. Đây rồi. Thế là cuối cùng mình vẫn phải tính tiền của thằng cha này à? Đéo được, để hôm khác mình tính tiền tiếp. Chứ mẹ mày nay mà ngồi tính tiền nó để chắc mình chết. Hùng fake hay real ạ? À? Hùng này fake em ơi. Hùng này fake nha em. Nào, các thượng đế. Đây rồi. Nào, các thượng đế tính tiền lôi ra đây nữa đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, chia lui ra đây nữa. Bật điện lên cho nó sáng. Sao đứng hết cả mày đếm tiền bên kia vậy? Trời ơi, tôi làm nhanh như này mà thằng cha kia lâu quá. Thuê được thằng nhân viên không được nước non gì. Thế là thằng nhân viên thì phế hơn cả mình. Cola soda is too expensive for me. Không đắt đâu chị ơi. À, tôi tưởng thuê được nhân viên thu tiền là tôi đéo cần thu nữa. Cuối cùng mọi việc vẫn phải là tôi thu tiền. Thế là cuối cùng vẫn đến tay tôi. Dạ, thế là cuối cùng em vẫn phải làm à? Em không muốn làm, em muốn chơi được không? Em muốn chơi được không? Game này anh Năm lầy chơi rồi, tôi vừa mới xem xong à? Hết phở loa rồi. Hết phở loa rồi. Đặt trước vào ấy đã. Đặt trước vào tỏ hàng mai mua. Thôi hôm nay em đóng cửa. Đóng cửa ngoài thật luôn ấy. Nào nào nào, khách mua nốt đi. Các thượng đế mua nốt đi, em đóng cửa nào. Quán em hôm nay kinh doanh là hơi hơi sâu rồi. Bán là thằng người mệt rồi. Cần em phụ không á? Có quán anh nó thuê thêm nhân viên em nhá. Em ra quán anh ứng tuyển nhá. Ra quán anh ứng tuyển em nha. Bill. Ok. Quán anh đang tuyển thêm nhân viên đây. Rồi. Hay quá. Save game. Có nút save game đúng không? Ôi, đóng cửa quán. Bấm continue là tiếp tục đúng không? Ờ. Đóng cửa quán các bạn ơi. Quán hôm nay sẽ đóng cửa tại đây. Lúc khác mình chơi tiếp cho các bạn nhá. Mình nãy giờ mình kinh doanh một lúc mình nhớ cả đầu các bạn ơi. Rất là mệt. Thôi có gì mình mai mình hoặc là lúc nào mình like tiếp cho các bạn nhá. Nhưng mà mai chắc mình like toilet tàu defense rồi. Có gì hẹn lại các bạn ngày mai nhá. Bây giờ mình mệt quá thì mình sẽ đi nghỉ ngơi đây.
Mình sẽ đi nghỉ một lúc xong khả năng là mình sẽ đi ngủ. Dạ. Yeah. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhá. Chúc ngày tốt lành. Bye. Còn Blockfood thì mấy ngày nữa mình mới làm được nha, tại Blockfood kênh mình đang bị ban, mấy ngày nữa hết rồi. Thế nhá.